chương 401, là dược y cốc nổi tiếng như phái thần châm sao. Vương Tấn Lợi và Lý Ngọc Mai đều ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Cho dù bọn họ rất giỏi về giao tiếp, nhưng cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Trong không gian sự yên lặng lạ thường, Đường Tuấn nhẹ nhàng cười một tiếng, chủ động đẩy ghế ra, sau đó ngồi xuống. Tôn Khanh đột nhiên quay đầu, nhìn Đường Tuấn chầm chầm, lạnh lùng nói cậu không nghe thấy tôi nói sao. Đường Tuấn lắc đầu cười khẽ, nói tôi chỉ nghe thấy có người đang học chó sủa về phần nói gì tôi ngược lại không nghe thấy tôn khanh đột nhiên nheo mắt lại giống như một con rắn độc đang ngó chừng con mồi của mình khóe miệng của anh ta câu lên một nụ cười lạnh nhìn vương tấn lợi nói vương tấn lợi tôi nể mặt anh mới tới nói chuyện với anh anh lại kêu người không biết tên này đến gặp tôi đây chính là thái độ anh làm việc sao vương tấn lợi ngượng ngùng cười một tiếng có hơi lúng túng nói anh ấy là đường tuấn chính là bác sĩ y học cổ truyền trước tôi từng nói với anh. Tôn Khanh nói thì sao? Chẳng qua là một tên bác sĩ y học cổ truyền nho nhỏ, lấy tư cách gì ngồi chung bàn với tôi? Tôi thấy anh cũng không có dáng vẻ hợp tác, ha ha, vậy hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây đi. Nói xong, Tôn Khanh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc đi qua người Đường Tuấn, anh ta dùng một loại âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được nói ra, đừng tưởng rằng mình hiểu chút y thuật đã cảm thấy tài ba. Chút y thuật này của anh, căn bản không lọt vào mắt của tôi, đúng là làm xấu đi danh tiếng của y học cổ truyền. Anh ta thậm chí không định nghe câu trả lời của Đường Tuấn, đi luôn ra khỏi quán cà phê, ngồi vào một chiếc Rolls-Royce phóng đi. Lúc này, Vương Tấn Lợi mới phản ứng được, nhìn Đường Tuấn, có chút trách cứ mà nói, "Đường Tuấn, anh quá không biết nặng nhẹ. Anh Tôn đã không cho anh ngồi xuống, vậy sao anh còn phải ngồi xuống? Anh có biết hành động vừa rồi của anh chẳng khác nào hủy y học cổ truyền?" Lý Ngọc Mai hơi hơi nhíu mày, nhưng không giải thích, hiển nhiên cũng có chút bất mãn với hành động của Đường Tuấn. Theo bọn họ nghĩ, chẳng qua chỉ là đứng thêm một lúc mà thôi, vì sao Đường Tuấn cũng không nhịn được. Ha ha, ngồi một chút sẽ phá hủy y học cổ truyền, nếu y học cổ truyền dễ dàng bị hủy diệt như vậy, vậy còn nói gì đến chuyện truyền thừa ngàn năm? Đường Tuấn không khỏi cười khẩy nói. Audio điện tử võ tấn bền. Anh thì biết cái gì? Vương Tấn Lợi vô cùng tức giận, như muốn nổ tung. Nhìn đường Tuấn với khuôn mặt đầy sự phẫn nộ, nói anh biết cậu ta là ai không? Đại diện cho điều gì không? Chỉ biết khoe khoang trong chốc lát là nhanh, một thằng nhóc như anh đây thì có thể làm nên chuyện lớn gì? Ô, xem ra thằng nhóc tên Tôn Khanh này cũng có chút bối cảnh đây. Đường Tuấn nói với giọng hứng thú. Vương Tấn lợi dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc mà nhìn đường Tuấn, nói, nói nhảm. Tôn Khanh chính là hậu duệ của Dược Y Cốc, cậu ta đại diện cho dược y cốc. Xem bộ dạng không biết sợ là gì của anh, đoán chừng cũng không biết ý nghĩa của ba chữ dược y cốc. Đường Tuấn nghe vậy, mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, "Là dược y cốc nổi tiếng như phái thần châm sao?" Chương 402, có phải cô cảm thấy tôi quá kích động không? Coi như là người của dược y cốc, vậy thì sao, dựa vào một hai câu đã muốn quyết định tương lai của y học cổ truyền. Đường Tuấn nhìn Vương Tấn Lợi, nhạo báng nói, "Nói thế nào đi nữa" Anh cũng là cháu trai của ông Vương, là hậu duệ của một đời y học cổ truyền. Sao lại có cách nghĩ buồn cười như vậy? Vương Tấn lợi sướng sở chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn tranh cãi. Anh biết cái gì? Lần này dược y cốc bảo tôn khanh ra là để cho cậu ta mượn sức mạnh của y học cổ truyền tập hợp tại đại hội y học cổ truyền, trói buộc tất cả y học cổ truyền lại để chấn hương y học cổ truyền. Chỉ cần có bọn họ giúp sức, còn lo y học cổ truyền không phát triềng sao? Đây là giấc mộng của bao nhiêu bác sĩ y học cổ truyền. Cai tướng không coi ai ra gì của anh, vừa đến đã chọc tôn khanh khó chịu, nếu đến lúc đó dược y cốc truy cứu ra, xem anh làm thế nào. Nếu còn làm liên lụy đến đại hội y học cổ truyền, vậy anh chết 100 lần cũng không đủ tả tội. Vương Tấn Lợi rất đanh thép, giống như bản thân là một bên đại diện cho chính nghĩa mà xét xử Đường Tuấn. Không coi ai ra gì. Đường Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là thằng khóc tôn khanh đó kiêu ngạo bây giờ rơi vào miệng vương tấn lợi, ngược lại biến thành anh là người không coi ai ra gì. Nếu người của Dược Y Cốc đều như Tôn Khanh, vậy anh quay về mà chuyển lời lại với bọn họ, bảo bọn họ về Dược Y Cốc mà ở đi, không cần bọn họ làm chúa cứu thế của y học cổ truyền gì cả. Đường Tuấn vừa nghĩ đến ánh mắt khi nãy của Tôn Khanh, bèn cảm thấy trong lòng chán ghét. Anh, Vương Tấn lợi tức đến cả người run rẩy, chỉ vào đường Tuấn, nói, được. Tôi sẽ nói lại đúng như những lời anh nói lỡ như dược y cốc thật sự trách tội xuống, đến lúc đó anh chính là tội nhân của y học cổ truyền. Tôi xem anh có thể gánh trách nhiệm này không? Anh ta nói dăm ba câu, thì đã úp ngay cho Đường Tuấn cái tội danh, tội nhân của y học cổ truyền. Đường Tuấn nhún vai, chẳng nói đúng sai. Y học cổ truyền có thể truyền thừa mấy nghìn năm còn chưa tan biến, không phải dựa vào dược y cốc và phái thần châm, mà là sự cố gắng và kiên trì của từng đời y học cổ truyền. Nếu dược y cốc muốn nhận công lao này về mình, thì trong lòng Đường Tuấn sẽ càng khinh thường bọn họ. Có lẽ dự tính ban đầu dược y cốc và phái thần châm thành lập là vì y học cổ truyền, quả thực cũng đã làm không ít chuyện vì y học cổ truyền. Nhưng nhiều năm qua như vậy, chỉ nhìn vào cách làm ở ẩn của bọn họ một cách đơn thuần, là có thể nhìn ra tính chất của bọn họ đã thay đổi rồi. Giống như Tôn Khanh, trong mắt bác sĩ, bệnh tật là không phân cao thấp quý hèn, nhưng cậu ta lại bày ra thái độ kiêu ngạo, còn cảm thấy như đó là lẽ đương nhiên hành động này khiến đường tuấn cảm thấy ghê tởm nếu như có thể tôi hy vọng anh đừng đến tham gia đại hội y học cổ truyền lần này giống như cách làm không biết điều như anh thế này nếu đến lúc đó lại động chạm đến các bác sĩ y học cổ truyền khác vậy thì nền y học cổ truyền thật sự sẽ bị hủy trong tay anh hậu quả này là anh gánh vác không nổi đâu vương tấn lợi oán hận nói xong câu nói này sau đó trực tiếp rời khỏi anh ta nói chuyện mạnh mẽ vang dội không phải là đề nghị mà là ra lệnh Lý Ngọc Mai ngồi xuống đối diện Đường Tuấn, khẽ thở dài, nhìn về phía ánh mắt phức tạp khó đoán của Đường Tuấn. Có phải cô cảm thấy tôi quá kích động không? Đường Tuấn cười nói. Lý Ngọc Mai thành thật nói, có một chút. Anh đã là bác sĩ y học cổ truyền, hơn nữa sau này cũng sẽ đi tiếp trên con đường y học cổ truyền. Vậy anh nên hiểu rõ sức mạnh dược y cốc và nhà họ Vương lớn bao nhiêu, nếu không có bọn họ, muốn thực hiện những lý tưởng chấn hưng nền y học cổ truyền của anh sẽ khó làm rất nhiều. Đường Tuấn nói, đúng vậy, nhưng tôi vẫn làm như vậy. Tôn Khanh có niềm kiêu hãnh của cậu ta, tôi cũng có sự kiên trì của tôi. Y học cổ truyền không cần loại người như cậu ta. Lý Ngọc Mai biết bản thân không khuyên nổi Đường Tuấn, nói, vậy anh sẽ đi tham gia đại hội y học cổ truyền sao? chương 403, Ngọc Nhu thế nào rồi? Đường Tuấn gật đầu nghiêm túc, đáng lẽ anh cũng không có hứng thú bao nhiêu với cái gọi là đại hội y học cổ truyền nhưng bây giờ Tôn Khanh đã đến và sự tham gia của Dược Y Cốc sau lưng cậu ta khiến anh tăng thêm hứng thú. Hơn nữa anh cũng muốn xem xem, lần này Dược Y Cốc bảo Tôn Khanh đến là gì cái gì. Hoàn toàn không phải đơn giản vì Đại hội Y học cổ truyền tầm thường như vậy. Đúng rồi, tôi có chuyện này muốn nói với anh một lát, mặc dù Đại hội Y học cổ truyền lần này là do nhà họ Vương tổ chức, nhưng toàn bộ chi phí đều là có hình công huy tài trợ. Lý Ngọc Mai nghĩ ra gì đó, Nói tôi nhớ trước đây anh từng trị bệnh cho hình công huy này nhỉ. Nếu lúc này anh còn muốn tham gia đại hội y học cổ truyền, có lẽ có thể bắt đầu từ hình công huy. Đường Tuấn nghe vậy, ngón tay gõ bàn, như đang trầm tư. Anh không ngồi với Lý Ngọc Mai bao lâu, đột nhiên Đường Tuấn nhận được điện thoại của Thẩm Dũng, nói là bỗng nhiên nhiệt độ cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu hạ xuống nhanh chóng, bảo anh mau chóng qua đó một chuyến. Đường Tuấn tạm biệt Lý Ngọc Mai, vội vàng chạy tới nhà họ Thẩm nhìn đường Tuấn lái xe rời khỏi, Thẩm Ngọc Nhu đứng dưới mái hiên của tiệm cà phê. Trong ánh mắt của cô gái lộ ra vẻ lo âu, mày ngài hơi cau. Cuối cùng cô ấy nắm nắm đấm về hướng đường Tuấn quay về, như muốn mượn cơ hội chút giận, này, anh nói vài câu nhẹ nhàng thì sẽ chết hay sao? Chỉ cần anh nói mấy câu dễ nghe, tiểu thư tôi đây nghe xuôi tai, có thể sẽ đi cầu xin cha tôi ủng hộ anh. Sau mười mấy phút, đường Tuấn lái xe đến nhà họ thẩm. Đường Tuấn, cuối cùng anh cũng đến. Thẩm Dũng mở cửa cho Đường Tuấn, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Đường Tuấn gật đầu, nói, Ngọc Nhu thế nào rồi? Tình hình rất tệ, Thẩm Dũng vừa nói, bèn dẫn Đường Tuấn vào trong phòng của Thẩm Ngọc Nhu. Trong phòng đặc biệt lắp đặt thiết bị sưởi ấm, lúc này toàn bộ đã được mở. Nhưng hai người vừa đi vào, vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh tập kích. Ngay cả Đường Tuấn thình lình dùng mình, nhiệt độ trong phòng này sắp đến không độ rồi. Thẩm Ngọc Nhu nằm trên giường, trên người quấn chăn bông dày, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt, trông khiến người ta đau lòng. Từng sợi xương lạnh chui ra từ lỗ chân lông trên khắp người cô ta, có vẻ đã rất ngấm vào người. Anh Tuấn, Thẩm Ngọc Nhu không ngủ, nhìn thấy Đường Tuấn đi vào, lập tức gọi anh. Giọng của cô ta nghe có chút yếu ớt. Đường Tuấn gật đầu, ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Thẩm Ngọc Nhu. Bắt mạch xong, sắc mặt của Đường Tuấn vô cùng nghiêm trọng. Giống như suy đoán trước kia của anh Khí lạnh trong cơ thể thẩm ngọc nhu đã bị anh dùng châm cứu tạm thời ngăn chặn nhưng bây giờ đã có xu hướng bộc phát. Tựa như chị thủy bạn không ngừng dùng đá chặn đập mặc dù tạm thời có thể bảo đảm an toàn nhưng đợi đến khi nước tích tụ đến một mức độ nhất định thì dù hòn đá có to bao nhiêu đi nữa cũng chắn không được rồi vẫn sẽ rơi vào kết cục con đập hủy diệt chết người chặn lại không bằng phân tán ra. Đường tuấn cảm thán trong lòng muốn khai thông hàn khí trong cơ thể thẩm ngọc nhu. Nói thì dễ mà làm mới khó. Dựa vào cách nói của Huyền Long tử, muốn khai thông loại hàn khí do thể chất mang đến, Thẩm Ngọc Nhu bắt buộc phải chuyên luyện tập công pháp mới được. Mà dựa vào thực lực của Đường Tuấn lúc này, làm sao có thể làm ra công pháp này? Đối với cao thủ võ đạo mà nói, thể chất của Thẩm Ngọc Nhu là thiên tài độc nhất vô nhị. Nhưng đối với Thẩm Ngọc Nhu thì bất cứ lúc nào cũng có thể tước đoạt đi tính mạng của cô ấy. Chương 404 chỉ là có chút mất sức thôi nghỉ ngơi một chút là được. Tôi phải nhanh chóng châm cứu cho Ngọc Nhu." Đường Tuấn nói. Thẩm Dũng chỉ bộ kim châm được đặt bên giường, nói, "Đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi." Sắc mặt Đường Tuấn khá nghiêm trọng, tay cầm lấy một cây kim châm, dùng thủ pháp dẫn khí qua châm từ từ đâm vào huyệt vị của Thẩm Ngọc Nhu. Anh vừa muốn sử dụng phương pháp trước đây, dùng chân khí của chính mình rút từng chút một hàn khí ra khỏi cơ thể của Thẩm Ngọc Nhu. Nhưng khi chân khí của anh vừa theo kim châm đi vào, hàn khí đó giống như là cảm nhận được kẻ địch, lại đi theo kim châm chui vào trong người đường Tuấn. Sự thay đổi này xảy ra nhanh như chớp, đến cả đường Tuấn cũng không phản ứng kịp. Đợi đới khi anh hoàn hồn lại, hàn khí đó đã chui vào kinh mạch của anh, cùng với chân khí chuyển động khắp người. Hàn khí kẹp lấy làm cho nhiệt độ cơ thể người ta thấp đến đáng sợ, đường Tuấn chỉ cảm thấy kinh mạch của mình giống như đã bị đóng băng lại, chân khí đối kháng trên mặt cũng không chuyển động nổi. Bên ngoài, nhiệt độ cơ thể của đường tuấn cũng giảm xuống nhanh chóng trên chân mày và tóc kết thành một lớp xương lạnh mờ mờ giống như vừa mới đi ra khỏi cơn tuyết thẩm dũng và thẩm ngọc nhu thấy vậy sắc mặt tỏ ra kinh ngạc và lo lắng thẩm ngọc nhu muốn rút tay lại nhưng thẩm dũng đã kịp thời ngăn lại y thuật của đường tuấn không phải thứ ông cháu ta có thể tưởng tượng được anh ta có thể ứng phó được thẩm dũng vô cùng tự tin về y thuật của đường tuấn đường tuấn sau khi ngây ra một chốc đã biết là đã đến thời khắc vô cùng nguy hiểm. Nhưng có lẽ là do khí chất điềm tĩnh được bồi dưỡng ra khi đắm chìm trong y thuật cổ từ lúc còn nhỏ, anh không hề căng thẳng, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh. Thậm chí đi vào một cảnh giới rất kỳ lạ, có chút giống như là đang xem trạng thái trình Tuấn vũ luyện quyền vậy. Trong vô thức, đường Tuấn lại điều khiển được chân khí trong cơ thể, dùng nó để gói lấy hàn khí. Sau đó sử dụng cách thở mà trình Tuấn vũ đã giao cho anh. Hàn khí bị tiêu hủy từng chút một, mà chân khí của đường Tuấn lại ngày càng lớn mạnh. Lúc hai thứ tiêu hủy lẫn nhau, nhiệt độ cơ thể của đường Tuấn bắt đầu tăng lên lại. Đến cuối cùng, phần lớn hán khí đó đã bị đường Tuấn đẩy ra khỏi cơ thể, số lượng nhỏ luồng khí còn lại bị hạ xuống đan điền giống như trước. Phù! Đường Tuấn thở ra, hơi thở lại hóa thành xương trắng trong không khí. Đường Tuấn chỉ có cảm giác thoải mái cả người mà trước giờ chưa từng có. Tuy nhiên, lúc này anh lại không có thời gian để đi thăm dò, có được kinh nghiệm của cây châm đầu tiên, lần châm cứu tiếp theo đã nhanh hơn rất nhiều. Sau khi châm cứu xong, nhiệt độ ấm áp trong cơ thể Thẩm Ngọc Nhu dần dần hồi phục. Đường Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, để Thẩm Ngọc Nhu nghỉ ngơi trước. Anh ra hiệu với Thẩm Dũng, hai người đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy sắc mặt Đường Tuấn có chút trắng bệch yếu ớt, Thẩm Dũng quan tâm hỏi, anh không sao chứ? Trạng thái lúc nãy của Đường Tuấn thực sự dọa phải ông. Chương 405, ông cụ Thẩm chuyện lần này e rằng không đơn giản như vậy. Ông cũng là một bác sĩ y học cổ truyền có tiếng, nhưng lúc này khi phải đối diện với căn bệnh quái lạ của cháu gái, hoàn toàn không có biện pháp gì. Là một bác sĩ, nhưng đến cả sức khỏe người thân của mình mà cũng không bảo đảm được, đây mới là nỗi đau lớn nhất. Đường Tuấn xoa xoa hai bên thái dương, làm cho bản thân bớt mệt mỏi. Anh trầm tư một chút, mở đôi mắt ra, thở dài nói là tôi quá xem thường bệnh tình của Ngọc Nhu nếu không phải tôi dốc sức dùng kim châm để áp chế hàn khí trong cơ thể cô ấy hàn khí đó sẽ chỉ tỏa ra một chút chứ sẽ không bùng phát lợi hại giống như hôm nay làm cho ngọc nhu gặp nguy hiểm thẩm dũng ngớ ra lắc đầu nói khoảng thời gian này là ngày tháng vui vẻ nhất của thẩm ngọc nhu anh không cần phải tự trách cho dù ngọc nhu biết được cũng sẽ ủng hộ anh làm như vậy đường tuấn nói với vẻ mặt trầm trọng sắp tới tôi sẽ ra ngoài một thời gian anh nhìn lên bầu trời ngoài ban công cho dù là lên đường đến đại hội y học cổ truyền hay dược y cốc hoặc là nhà họ mộ dung cũng đã lên sẵn kế hoạch cho hành trình thẩm dũng nói vậy phải để thẩm ngọc nhu đi với anh sao nếu như không có đường tuấn châm cứu cho thẩm ngọc nhu vậy không phải là thẩm ngọc nhu phải chịu đau khổ mấy tiếng do hàn khí tạo ra mỗi ngày sao đường tuấn lắc đầu nói lần này khá nguy hiểm ngọc nhu không hợp để đi theo tôi nhưng mà ông cụ thẩm yên tâm đợi lát nữa tôi viết một phương thuốc của dược cốc cho ông Phối hợp với việc châm cứu của ông, chắc có thể tạm thời áp chế lại hàn khí trong cơ thể của cô ấy. Phương thuốc này là Thu Hoạch anh có được từ khoảng thời gian trước, khi thảo luận y thuật với Lâm Trung Hiệp, hiệu quả tuy không bằng với phương pháp châm cứu của dẫn khí qua châm, nhưng tiện lợi hơn rất nhiều, y thuật của Thẩm Dũng đủ để dùng được. Thẩm Dũng trịnh trọng cảm ơn. Hai người đang nói về bệnh tình của Thẩm Ngọc Nhu, điện thoại của Thẩm Dũng đột nhiên vang lên. Ông ra ngoài nhận điện thoại, lúc trở lại trên vùng trán mang theo sự tức giận, hiếp người quá đáng. "Sao vậy ông Thẩm?" Đường Tuấn hỏi. Thẩm Dũng với chiếc điện thoại trong tay, nói, "Người phụ trách của Đại hội Y học cổ truyền lần này vừa gọi cho tôi, nói tôi không được đưa anh đến tham gia Đại hội Y học cổ truyền, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách khách mời của tôi." "Bọn họ dựa vào đâu phải làm như vậy? Anh cũng là bác sĩ y học cổ truyền, dựa vào đâu mà không cho anh tham gia Đại hội Y học cổ truyền?" Đường Tuấn sợ hãi trong lòng. Xem ra năng lực của Vương Tấn Lợi và Tôn Khanh thật sự không thấp, nhanh như vậy đã chặn đứng con đường tham gia đại hội y học cổ truyền của anh. Thẩm Dũng nhìn dáng vẻ của Đường Tuấn, tưởng là anh đã bị đả kích, nhanh chóng khuyên, "Đường Tuấn anh yên tâm, nếu như tôi đã đồng ý đưa anh đến tham gia đại hội y học cổ truyền, vậy tôi nhất định sẽ đưa được anh đến đó." Đường Tuấn lắc đầu nói, "Ông cụ Thẩm, chuyện lần này e rằng không đơn giản như vậy." Tiếp đó, Đường Tuấn nói sơ qua về chuyện vừa nãy đã gặp Tôn Khanh và Vương Tấn Lợi. Tôn Khanh của Dược Y Cốc, Thẩm Dũng trao mày nói, Dược Y Cốc, tôi có nghe vài người bạn già nhắc đến. Tôi vẫn luôn tưởng rằng là hư cấu, không ngờ rằng nó thật sự tồn tại. Nhưng mà mục đích chính của bọn họ không phải là phục vụ y học cổ truyền sao, vậy tại sao lại ôm ý thủ địch với cậu lớn vậy chứ? Audio điện tử võ tấn bền chương 406 đường Tuấn nhích mày, biểu cảm như không thể tin được. Đường Tuấn lắc đầu, chút chuyện này anh cũng không rõ. Đây cũng là lần đầu tiên anh liên hệ với Dược Y Cốc. Nếu không thì cách làm của Tôn Khanh thực sự làm người ta tức giận, anh cũng không muốn trở thành kẻ thù của anh ta. Cho dù là như vậy, tôi cũng không để anh chịu đái ngộ không công bằng này. Những người ngồi không ăn bám trong giới y học cổ truyền bây giờ đang bôi đen y học cổ truyền, bọn họ làm sao có thể sánh được với anh. Dựa vào đâu mà bọn họ có thể vào đại hội y học cổ truyền, mà anh thì phải gánh chịu thủ đoạn của họ, bị loại trừ ra khỏi cửa." Thẩm Dũng tức giận nói. Đường Tuấn thở nhẹ, những lời Thẩm Dũng nói đúng là sự thật, nhưng với thực lực của anh bây giờ thì không thể thay đổi gì. "Ông Thẩm, chuyện này ông không cần phải lo lắng nữa. Bản thân tôi sẽ tự nghĩ cách." Đường Tuấn nói, anh không muốn làm liên lụy đến Thẩm Dũng, người già như Thẩm Dũng, càng chú trọng danh tiếng của chính mình lỡ như thẩm dũng vì mình mà đối chọi gay gắt với họ, đến lúc đó ai có thể bảo đảm bọn họ không tạt nước bẩn ông cụ chứ? Tôi biết là anh nghĩ cho tôi, nhưng chuyện này nếu như đến cả tôi cũng không nói giúp cậu, vậy ông lão là tôi đây sống trên đời còn có ý nghĩa gì? Ánh mặt thẩm dũng kiên định, giống như đã quyết định cần phải làm chuyện gì đó cho đường Tuấn. Lúc về đến biệt thự của Green Garden số 1, đã hơn 9 giờ tối. Bà Độc và Hoa Tiểu Nam đã ngủ rồi, Đường Tuấn cũng không làm phiền bọn họ. Đường Tuấn làm vệ sinh cá nhân đơn giản, sau đó cầm quyển sổ nhỏ mà Trình Tuấn Vũ đưa cho anh ra ngoài ban công. Ánh trăng lành lạnh chiếu xuống ban công, phong cảnh trở nên thanh tịnh và đẹp đẽ vô cùng. Quyển sổ là quà gặp mặt của Trình Tuấn Vũ cho Đường Tuấn, bên trong có ghi chép chiêu thức thái cực quyền và phương pháp hít thở mà Trình Tuấn Vũ luyện được, còn có kinh nghiệm luyện quyền suốt hơn 40 năm của ông. Dựa vào cách nói trên quyển sách dạy quyền thuật của sư phụ, bây giờ chắc mình đang ở giai đoạn luyện khí hóa thần. Đường Tuấn vừa lật quyển sổ, vừa kiểm chứng lại võ học và cảnh giới của mình. Khí, là chân khí. Thân, chính là thần hải. Người luyện võ đi vào cảnh giới chân khí, nếu như có cơ duyên hay được thầy giỏi chỉ dẫn, sẽ có thể bắt đầu cảm nhận được năng lượng tự nhiên của trời đất, khí hít thở trong trời đất hóa thành năng lượng của bản thân. Cao thủ của cảnh giới chân khí có thể cảm nhận được khí sống, là bởi vì nguyên nhân này. Làm sao mới có thể cảm nhận được chân khí tự nhiên? Đường Tuấn đóng quyển sổ lại, đứng ở ngoài ban công, nhìn phong cảnh phía dưới núi công viên xanh, đắm mình vào trong suy tư. Lần trước vào lúc xem trình Tuấn Vũ luyện quyền, anh vô tình đi vào trong cảnh giới đó. Nhưng sau này, dù cho anh cố gắng thế nào, đều tốn công vô ích. Anh vừa suy nghĩ, vừa dẫn chân khí trong cơ thể tuần hoàn khắp nơi. "Ơ", ờ, Đường Tuấn nhếch mày, biểu cảm như không thể tin được. Chương 407 tiếng động này chỉ duy trì trong một lát rồi biến mất nhưng bây giờ đầu óc anh rất tỉnh táo cơ thể không hề cảm thấy có gì đó không ổn vốn dĩ không có hiểu hiện gì của tẩu hỏa nhập ma khi những luồng chân khí lạ lùng kia đi vào kinh mạch của mình Đường Tuấn lập tức cảm thấy tinh thần và thể xác trở nên thoải mái từng luồng chân khí tự nhiên đi vào trong cơ thể anh thông qua các lỗ chân lông sau đó hội tụ lại cùng chân khí của anh chẳng lẽ đây chính là cảm nhận trời đất đây chính là nguyên khí trời đất mà sư phụ đã nói Đường Tuấn cao nhẹ mày nhớ đến lời của Trình Tuấn Vũ theo luồng khí đi vào trong cơ thể của anh, anh càng nhạy cảm với việc cảm nhận trời đất trong khắp cơ thể, thậm chí có thể nắm được đường đi nước bước của một con kiến dưới đất. Đương nhiên phạm vi này cũng có hạn, đại khái chỉ có khoảng chừng 5 mét. Chỉ là trong trạng thái này, so với trước đó khi anh quan sát Trình Tuấn Vũ đánh quyền, kiểu trong vô thức đi vào khác rất nhiều. Nhưng cũng có lợi, chính là anh còn có ý thức tự chủ, có thể khống chế được cơ thể mình. Ngoại trừ điều này, sau khi nguyên khí đó theo chân khí di chuyển trong cơ thể của anh tính chất vốn có của cơ thể đường tuấn không ngừng tăng lên chân khí không ngừng được đánh bóng dồn nén lượng giảm đi rồi nhưng chất lại tăng cao lên cảm nhận được thay đổi của cơ thể sắc mặt căng thẳng không yên mới dần biến mất ít nhất thì thay đổi này là chuyện tốt nhưng làm sao có thể đả thông được những kinh mạch này mình nhớ là trước đây chưa từng xảy ra đường tuấn không hiểu trong đầu anh bỗng nhiên vụt qua một tia sáng lầm nhầm nói chẳng lẽ là lúc trị bệnh cho Ngọc Như. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Tuấn cũng không nghĩ ra được khả năng khác. Chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Đợi sau khi chân khí vận hành hết khắp người, Đường Tuấn duỗi lưng thẳng ra, cơ thể phát ra tiếng giòn tan lốp bốp. Trên mặt lộ ra nét vui vẻ, không ngờ được chỉ là vận hành hết cơ thể, đã làm cho sức mạnh trong cơ thể mình tăng lên nhiều như vậy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, vậy cơ thể này của mình không phải sẽ trở thành vũ khí nhân tạo, nếu đúng là như vậy nhảy xuống từ độ cao trăm mét cũng không phải chuyện gì khó khăn lúc anh nghe trình tuấn vũ nói có người nhảy từ độ cao trăm mét trong lòng còn không tin được nhưng bây giờ xem ra nói không chừng là có khả năng này khi tia nắng đầu tiên xuất hiện trên bầu trời đường tuấn mới mở đôi mắt ra trong mắt vụt qua một tia sáng cơ thể anh động nhẹ nếu như lúc này đứng ở bên cạnh anh thì có thể nghe được tiếng róc rách như suối chảy đó là máu trong cơ thể của anh đang chuyển động người luyện võ càng mạnh tăng khí trong cơ thể sẽ càng mạnh con tim vật lộn chuyển động máu dịch dòng suối lớn đang di chuyển tiếng động này chỉ duy trì trong một lát rồi biến mất đường tuấn chống hai tay đứng trên sân thượng tinh thần sung mãn tuy là cả tối hôm qua không ngủ nhưng anh không những không cảm thấy mệt mỏi ngược lại tinh thần còn tốt chưa từng thấy wing anh đấm ra một cú trong không khí phát ra tiếng nổ giống như đến cả không khí cũng có thể đánh nổ được Đương nhiên đây chỉ là ảo giác của đường Tuấn, dù là cao thủ của cảnh giới thần hải, e rằng cũng không có sức đánh nổ không khí. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại của đường Tuấn lại đột nhiên vang lên. Là điện thoại của mộ dung lan. Đường Tuấn nhìn tên trên màn hình điện thoại, trong lòng có một dự cảm không lành. Đây là cuộc gọi đầu tiên mà mộ dung lan gọi đến sau khi về nhà. Đường Tuấn, hu hu hu, vừa nhận điện thoại, đầu bên kia đã chuyển đến tiếng nấc của mộ dung lan, Giọng nói vô cùng bi thương, làm cho người ta đau lòng. Chương 408 Mộ Dung Hà kia cũng không hề phóng đại. Sao vậy? Em nói chậm chút, Đường Tuấn căng thẳng trong lòng. Mộ Dung Lan nói, bệnh viện mới gửi thông báo bệnh cho ông nội em, nói ông nội em có thể không qua khỏi 3 ngày. Đường Tuấn, em phải làm gì bây giờ? Đường Tuấn hỏi, ông nội em mắc bệnh gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Mộ Dung Lan biết chuyện ông nội cô bệnh nặng chưa đến mấy ngày. Mộ Dung Lan nói, là ung thư, bác sĩ nói phát hiện quá trễ, đã phát tán khắp cơ thể rồi. Bảo tụi em chuẩn bị tinh thần sớm, nếu như ông nội em không qua khỏi thì em biết phải làm sao đây. Trong giọng nói của Mộ Dung Lan để lộ ra sự bất lực. Từ trước đến nay, Mộ Dung Lan đều tỏ ra mình rất kiên cường, nhưng bây giờ, chuyện xấu ở trước mặt, mọi kiên cường của cô đều bị sụp đổ. Đường Tuấn trầm tư một lát, nói ông nội em đang ở bệnh viện nào anh sẽ lập tức bay qua đó." Mộ Dung Lan ngớ ra, dường như đang suy nghĩ gì đó. "Nếu như Đường Tuấn đến thật, đến lúc đó người nhà họ Dung mộ làm khó gì anh, cô phải làm sao đây?" "Hãy tin anh." Đường Tuấn trầm giọng nói. "Viện điều dưỡng thành công." Mộ Dung Lan lúc này mới nói, đồng thời hạ thấp giọng nói, "Ba mẹ em đều đang ở đây, anh qua đây phải cẩn thận chút." "Ừm." Đường Tuấn trả lời, an ủi Mộ Dung Lan vài câu, Đường Tuấn mới cúp điện thoại. Tiếp đó Đường Tuấn gọi điện thoại cho Ninh Đình Trung, nói sơ qua với anh ta. Sau đó mới nhờ Ninh Đình Trung giúp đỡ đặt vé máy bay sớm nhất. Hiệu suất làm việc của Ninh Đình Trung rất cao, sau mười mấy phút đã đặt được vé buổi chiều. Chiều hôm đó, sau khi Đường Tuấn giao một số chuyện cho Ninh Đình Trung, anh lập tức ngồi máy bay đến nhà họ Mộ Dung. Máy bay xoay chuyển một lần ở giữa đường. Đường Tuấn ngồi ở khoa hạng nhất vị trí gần cửa sổ, Bên ngoài là biển mây cuồn cuộn, anh nhìn sắp tập tài liệu trên đầu gối. Những tập tài liệu này là anh nhờ Ninh Đình Trung đi điều tra, trong đó viết rất rõ về quan hệ của những người trong nhà họ Mộ Dung. Nhà họ Mộ Dung ở trong nước Việt Nam cũng được xem là một dòng họ làm kinh doanh có tiếng, quan hệ của những người trong nhà có thể tìm thấy trên mạng một cách dễ dàng. Đương nhiên những chuyện trong bóng tối thì không thể tra được. Khép tài liệu lại, Đường Tuấn xoa huyệt thái dương, nói thầm, nhà Mộ Dung quả thực là nhà lớn nghiệp lớn. Mộ Dung Hà kia cũng không hề phóng đại. Tài sản nhà Mộ Dung có khoảng hàng nghìn tỷ, sản nghiệp lại hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đối với Đường Tuấn hiện giờ mà nói thì chính là gia tài khổng lồ. Cho dù là so sánh với thời kỳ nhà họ Đường còn thịnh vượng thì cũng không thua kém bao nhiêu. Vào lúc Đường Tuấn đang suy nghĩ, đài phát thanh bên trong khoang bỗng nhiên vang lên, xin hỏi trong số các hành khách đang ở đây có ai là bác sĩ không ạ? À? Nếu như có, làm phiền bác sĩ hãy đến khoang hạng nhất ở đây có người bệnh cần được cấp cứu. Đường Tuấn nghe vậy thì đứng lên. Vừa định nói chuyện thì cách chỗ anh không xa đã có một người đàn ông giơ tay nói, tôi chính là bác sĩ. Người đàn ông đeo một cái kính gọng vàng, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, ăn mặc chỉn chu, rất ra dáng một người thành đạt. chương 409, tôi nói anh là đồ lang băm. Người đàn ông nói xong, lập tức đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh tiếp viên hàng không, hỏi, bệnh nhân ở đâu? Tiếp viên hàng không là một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt thanh tú, lúc này trên mặt cô tràn đầy vẻ bối rối, chỉ vào một cô gái đang nằm trên mặt đất, nói chính là cô bé. Lúc này Đường Tuấn cũng đi tới bên ngoài đám người, nhìn về phía tiếp viên hàng không vừa chỉ, chỉ thấy một cô bé khoảng chừng 7, 8 tuổi, dáng vẻ trắng trẻo xinh xắn, vô cùng dễ thương. Thế nhưng, lúc này trên mặt cô bé lại lộ ra vẻ đau đớn, hai mắt nhắm chặt, đôi mày nhíu chặt, cơ thể đang run lên cầm cập cô bé nôn ra hết các loại thức ăn đủ màu sắc, khiến một mùi hôi thối bốc lên. Mà ngồi ở bên cạnh cô bé là một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng và sang trọng. Bà ấy khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc dù đã có tuổi nhưng da rẻ lại được chăm sóc vô cùng tốt, bóng loáng nhẵn nhụi giống như một cô gái mới chỉ 20 tuổi. Bác sĩ, cầu xin anh mau chóng cứu con gái tôi với. Người phụ nữ nhìn người đàn ông, trong mắt hiện rõ vẻ cầu xin. Người đàn ông nhìn những thứ bẩn thỉu bị nôn ra trên người cô bé kia, lại còn có mùi lạ khó ngửi, chân mày không khỏi nhíu lại. Nhưng rồi, anh ta vẫn kiềm chế ngồi xổm xuống, cố gắng tránh cho những thứ bẩn thỉu kia vấy bẩn lên bộ Âu phục giá trị chừng 350 triệu trên người, hỏi con gái cô làm sao thế? Trước khi phát bệnh cô bé có biểu hiện gì không? Lúc này, người phụ nữ cũng không để ý dáng vẻ đoan trang gì nữa, vội vàng nói, vừa rồi con bé vẫn luôn kêu đau bụng, tôi không để ý lắm. Thế nhưng không được bao lâu thì con bé bắt đầu nôn mửa, tôi cũng không biết bị làm sao. Bác sĩ, anh nhanh chóng khám xem sao, tôi chỉ có một đứa con gái này thôi. Bác sĩ kia nói, chỉ là đau bụng mà thôi. Anh ta lấy ra một lọ thuốc trong cái túi bên người, nói, đây là thuốc chuyên dùng để chữa trị bệnh đau bụng, cô cho cô bé uống xong sẽ không sao nữa đâu. Người phụ nữ nhận lấy thuốc, vẫn có hơi do dự nói, nhưng mà bác sĩ, anh còn chưa khám bệnh mà bác sĩ không kiên nhẫn mà phẩy tay nói không cần loại bệnh giống như con gái cô không biết tôi đã khám bao nhiêu lần rồi nhắm mắt lại cũng có thể chữa khỏi nhanh chóng cho cô bé uống thuốc đi lát nữa sẽ không sao người phụ nữ xinh đẹp thấy vậy không nghi ngờ gì nữa chuẩn bị cho con gái mình uống thuốc hoàng đường lang băm đường tuấn nhìn đến đây không nhịn được nữa buông lời mắng mỏ tên bác sĩ kia chợt quay đầu nhìn về phía đường tuấn hỏi cậu nói cái gì Tôi nói anh là đồ lang băm." Đường Tuấn vô cùng gay gắt nói. Tên bác sĩ tựa như đang chịu sỉ nhục cực lớn, đứng lên chỉ vào Đường Tuấn mà mắng, "Tôi mới là bác sĩ, cậu lại là cái thứ gì?" Đường Tuấn nói, "Tôi là một bác sĩ y học cổ truyền." Chương 410, anh bạn trẻ, y thuật giỏi đó. Ngộ độc thực phẩm." Đường Tuấn chậm rãi nói. "Ngộ độc thực phẩm?" Tên bác sĩ nheo mắt liếc nhìn Đường Tuấn, nói, "Vậy là ngộ độc gì?" nếu như nói không được thì cậu lấy cái gì để chứng minh cho chẩn đoán của anh đường tuấn ngồi xổm xuống ngón tay chạm vào thứ bị nôn ra trên người cô bé đặt lên chóp mũi người thử lúc này mới quay lại nói với người phụ nữ có phải con gái cô dị ứng với quả phỉ không trên mặt người phụ nữ nước mắt đang giàn rụa, gật đầu nói đúng vậy đường tuấn nhíu mày nói biết rõ cô bé dị ứng với quả phỉ tại sao còn cho cô bé ăn bánh hạt phỉ chứ trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ khiếp sợ, bà ấy không nghĩ ra được vì sao người trẻ tuổi trước mắt lại biết, giải thích con bé một mực đòi ăn, tôi cảm thấy ăn một chút thì sẽ không có chuyện gì, cho nên. Đường Tuấn thở dài, không trách cứ người mẹ nuông chiều con gái này nữa. Để cho chữa trị, con gái cô không phải bị đau bụng mà là ngộ độc thực phẩm. Đường Tuấn nói. Người phụ nữ vốn còn có chút hoài nghi y thuật của Đường Tuấn. Nhưng thấy Đường Tuấn chỉ dùng vài câu đã nói rõ được tình trạng sức khỏe của con gái mình, trong lòng không khỏi có thêm vài phần tín nhiệm. Vậy phải uống thuốc gì, hay là cần phải châm cứu gì đó?" người phụ nữ hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói, "Ngộ độc thức ăn mà thôi, không cần phải phiền toái như vậy." "Hừ, nói cứ như thật vậy." Tên bác sĩ lúc trước khinh thường nhìn Đường Tuấn nói. Đường Tuấn không thèm đáp lại tên bác sĩ kia, anh ôm lấy cô bé trong ngực người phụ nữ cũng không để ý những thứ bị nôn ra có dính lên trên người mình hay không. Anh lật cô bé lại, sau đó dùng tay thúc qua lại trên lưng cô bé. Chuẩn bị túi, Đường Tuấn nói với nữ tiếp viên hàng không bên cạnh. Nữ tiếp viên hàng không có chút không biết rõ tình hình, nhưng vẫn cầm một cái túi đi tới. Quẹ quẹ, Đường Tuấn thúc trên lưng cô bé một lát, sau đó dùng ngón tay cái ấn vào cổ cô bé, cô bé lập tức nôn ra liên tục các loại thức ăn vừa vặn bị nôn vào trong cái túi mà cô tiếp viên hàng không vừa lấy tới. Mọi người xung quanh thấy vậy thì theo bản năng lùi lại mấy bước, thứ mùi này thật sự cực kỳ hôi thối. Chờ cô bé nôn hết thức ăn trong bụng, bao gồm cả bánh hạt phí lúc trước đã ăn ra, lúc này đường Tuấn mới ngưng động tác tay. Đúng lúc đó, cô bé cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng trông có chút yếu ớt vô lực. Để cô bé uống một chút nước ấm, mấy ngày tiếp theo ăn cháo trắng là được, sau này tuyệt đối không được đụng vào thức ăn có quả phỉ nữa." Người phụ nữ vội vàng gật đầu cảm ơn. "Anh bạn trẻ, y thuật giỏi đó." "Đúng vậy, vừa rồi bác sĩ kia lại còn nói đau bụng, may là còn chưa uống thuốc, nếu không thì lớn chuyện rồi." Lúc này, người tụ tập trong khoang mới kịp phản ứng, nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt đầy bội phục, mà vẻ mặt tên bác sĩ đeo kính gọng vàng thì xanh mét, oán hận nhìn Đường Tuấn, nói cái này của cậu căn bản không được xem là y thuật. Tôi muốn sao tải y thuật với cậu. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 411, không có hứng. Đường Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta, cười khẩy nói, anh không đủ tư cách. Còn chưa phân biệt rõ chứng bệnh đã dám cho người bệnh uống thuốc. Ngay cả tư cách làm bác sĩ anh cũng không có. Người đàn ông không biết nói gì, Đường Tuấn nói đúng, vừa rồi anh ta lo chất bẩn trên người cô bé dính lên người mình nên mới phán đoán bừa bãi. Nhưng bây giờ anh ta lại không thể thừa nhận, nếu không sẽ bị coi là y đức có vấn đề. Ha ha, cậu có biết tôi là ai không? Tôi là Tiết Thành Dân, bác sĩ giỏi của Viện Điều Dưỡng Thành Công. Dường như Tiết Thành Dân đã lấy lại sự tự tin và kiêu ngạo của mình, anh ta nói với ánh mắt kiêu căng, cậu có biết Viện Điều Dưỡng Thành Công là đâu không? Những người có thể vào đấy, đều là giám đốc hoặc lãnh đạo cấp cao của các công ty, tập đoàn lớn. Đường Tuấn nghĩ trong lòng, Mộ Dung Lan nói ông nội cô ấy bây giờ đang ở viện điều dưỡng thành công, không ngờ trùng hợp tới như vậy, vậy mà lại tình cờ gặp được bác sĩ giỏi của viện điều dưỡng thành công. Vậy thì liên quan gì đến tôi? Đường Tuấn Nhàn nhạt nói. Vẻ mặt Tiết Thành Dân vô cùng kiêu ngạo, nói thân phận này đủ để nói lên y thuật của tôi rồi. Không lẽ như vậy còn không đủ tư cách để so y thuật với anh sao? Anh ta muốn lấy lại thể diện để chế nhạo đường Tuấn một phen, nếu không anh ta không nuốt trôi cục tức này. Đường Tuấn lắc đầu, nói, không có hứng. Nói xong, anh đẩy Tiết Thành Dân ra, đi về vị trí của mình. Tiết Thành Dân nhìn bóng lưng của Đường Tuấn, ánh mắt vô cùng oán độc, thầm nói, đợi lát nữa xuống máy bay, xem cậu có còn dám nói như vậy nữa không. Vốn dĩ anh ta đang tham gia một hội nghị quan trọng ở bên ngoài, nhưng viện điều dưỡng thành công đột nhiên gọi tới, bảo anh ta nhanh chóng trở về, nói là có một nhân vật vô cùng quan trọng đến viện điều dưỡng. Vị này mắc bệnh nguy kịch, cần được cứu chữa. Cho dù chỉ để cho vị đó sống thêm một ngày, anh ta cũng sẽ có được vô số lợi ích. Nghĩ tới đây, anh ta đương nhiên không để loại thầy thuốc y học cổ truyền như Đường Tuấn vào mắt. Đường Tuấn ngồi về chỗ của mình, đang chuẩn bị ngồi xuống, lại phát hiện có người đang xem tài liệu mà anh để trên ghế. Người đó mặc một chiếc áo gió dáng nữ ôm người, đầu đội mũ lưỡi chai che đi hơn phân nửa khuôn mặt. Cô ta còn cố ý đeo khẩu trang, giống như những ngôi sao sợ mình đi ra ngoài bị phát hiện tóc dài buông xóa, thân hình thướt tha đủ để làm bất cứ người đàn ông nào rung động. Đường Tuấn nhớ, người phụ nữ này lên máy bay lúc đổi chuyến. Lúc đó Đường Tuấn đang tập trung xem tài liệu, không chú ý gì thêm. Lúc này, cô ta đang xem tài liệu liên quan đến quan hệ giữa những người trong nhà họ mộ dung. Khổ, Đường Tuấn ho nhẹ một tiếng, báo hiệu bản thân mình đang ở đây. Lúc này cô gái trẻ tuổi mới ngẩng đầu, lắc lắc tập tài liệu trong tay, nói, xin lỗi. Bệnh nghề nghiệp tái phát, tôi cho rằng đây là tài liệu thư ký chuẩn bị cho tôi. Tuy rằng cô ta nói xin lỗi, nhưng Đường Tuấn không nhìn thấy sự áy náy cũng như hoảng loạn khi bị bắt quả tang trên mặt cô ta. Lòng dạ và tu dưỡng của loại phụ nữ này đã tới mức xuất thần nhập hóa, vui buồn không thể hiện lên mặt. Nói xong, cô ta khép tài liệu lại, để lại về ghế của Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu, không có ý định so đo, tài liệu này cũng không có gì cơ mật, chỉ cần muốn thì có thể tìm thấy ở trên mạng. chương 412, thật là một cô gái kỳ quái. Sự hoảng loạn trong khoang nhanh chóng kết thúc, chỉ còn khoảng một tiếng nữa thôi là máy bay sẽ hạ cánh. Đường Tuấn ngồi xuống, chuẩn bị mở tài liệu ra xem. Anh không hiểu cũng không tiếp xúc nhiều với nhà họ mộ dung, cần phải chuẩn bị thật tốt mới được. Anh muốn làm ăn với nhà họ mộ dung hay muốn đối phó với nhà bọn họ? Lúc này, cô gái bên cạnh đường Tuấn đột nhiên hỏi, Đường Tuấn ngẩn ra, nghiêm mặt nhưng không có ý trả lời lại. Cô gái dường như rất hứng thú, nói nếu như muốn làm ăn với nhà họ Mộ Dung, những chuẩn bị này của anh còn xa mới đủ. Còn nếu muốn đối phó với nhà họ Mộ Dung, tôi khuyên anh nên bỏ ý nghĩ này đi. Vì sao nói với tôi những lời này? Đường Tuấn có chút khó hiểu. Anh hẳn là không quen biết cô gái này, càng không có giao tình gì cả. Cô gái nhún vai, động tác này của cô vô cùng thu hút cho dù khuôn mặt bị che đi hơn nửa nhưng đường tuấn tin rằng cô gái này nhất định là một mỹ nữ vạn người có một cho dù là lý ngọc mai cũng không sánh được giọng nói cô gái không chút gợn sóng nói một cách bình tĩnh vừa nãy anh khám cho cô bé kia mấy lời nhắc nhở này của tôi cứ coi như là phí khám bệnh đi cô là người thân của cô bé kia đường tuấn hơi nhíu mày không phải cô gái nói một cách quả quyết cô ấy không muốn tiếp tục nói chuyện với đường tuấn kéo mũ lưỡi chai xuống thấp hơn chút nữa tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi thật là một cô gái kỳ quái trong lòng đường tuấn thầm nghĩ một tiếng sau máy bay thuận lợi hạ cánh xuống sân bay đường tuấn ra khỏi sân bay chuẩn bị bắt xe đi viện điều dưỡng thành công chẳng qua đúng phải khi đang đông người đường tuấn vẫn chưa bắt được xe đúng vào lúc này một tiếng cười trào phúng vang lên phía sau lưng anh ái trà lúc nãy trên máy bay không phải cứng rắn lắm sao sao bây giờ đại thần y của chúng ta lại phải đứng bắt xe thế này? Đường Tuấn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiết Thành Dân đang đứng dựa vào một chiếc xe thể thao của Porsche vô cùng nhã nhặn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh bằng vẻ mặt châm chọc. Mà đứng bên cạnh Tiết Thành Dân là một cô gái xinh đẹp tầm 28, 29 tuổi, trong tay cầm theo tài liệu, có vẻ là trợ lý của anh ta. Đường Tuấn hơi nhíu mày, nhưng không trả lời. Đối với những người tự cho mình là tốt đẹp như Tiết Thành Dân, anh không muốn để ý chút nào, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng đến chỗ mộ dung lan. Tiết thành dân bị đường tuấn bơ đi, trong lòng có chút tức giận, cố tình lắc chìa khóa xe Porsche trong tay, nói có cần tôi chở anh một đoạn không? Giờ này không dễ bắt xe đâu, không phải ai cũng có cơ hội ngồi xe thể thao Porsche đâu. Anh ta nói với cô trợ lý xinh đẹp đang đứng bên cạnh, cô biết vừa nãy vị đại thần y này nực cười đến thế nào không? Cậu ta dám nói tôi không xứng so tài y thuật với cậu ta, tôi thật sự chưa bao giờ nghe thấy chuyện cười nào buồn cười hơn thế nữa. Tôi lái Porsche, anh ta muốn đánh, rốt cuộc là ai mới không có tư cách. Cô trợ lý xinh đẹp che miệng cười nhẹ, ánh mắt khinh thường nhìn về phía đường Tuấn. Vừa nhìn Tiết Thành Dân là đã biết anh ta là người thành đạt trong xã hội, còn đường Tuấn cùng lắm cũng chỉ là một viên chức tầm thường, hai người không hề có điểm nào chung để so sánh. Đường Tuấn nói một cách lạnh lùng, không cần phiền hà. Tiết Thành Dân nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Đường Tuấn, ánh mắt càng đắc ý hơn, cảm thấy sự bực tức lúc nãy trên máy bay đều đã biến mất. Thấy Đường Tuấn vẫn giữ dáng vẻ là một kẻ dễ bị bắt nạt, anh ta cảm thấy không còn thú vị nữa, chuẩn bị chào phúng thêm vài câu nữa rồi rời đi, dù sao vẫn còn có bệnh nhân đang đợi ở bệnh viện. Nhưng vào lúc này, một tiếng thắng xe gấp đột nhiên vang lên. Ba chiếc xe mạnh mẽ đỗ lại ở chỗ cách ba người bọn họ không xa, chiếc ở giữa là Rolls-Royce phiên bản đặt làm riêng, hai chiếc ở trước và sau là xe Việt dã Hammer. Một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi bước xuống từ chiếc Rolls Royce ở giữa, người đàn ông mặc một bộ đồ Tây giá trị đắt đỏ, giày da sáng bóng, khí độ uy nghiêm, hiển nhiên là một người ở địa vị chương 413 tôi muốn đến viện điều dưỡng thành công. Tiết Thành Dân đang nghĩ xem có nên đi qua lôi kéo làm quen với Vương Hiền không. Dù sao thì cơ hội này cũng rất khó có được, nhưng lúc này trên khuôn mặt đầy uy nghiêm của Vương Hiền bỗng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, ông ấy chủ động nghênh đón người ở cửa. Sao có thể là cô ấy? Tiết Thành Dân thấy người Vương Hiền tiến lên nghênh đón, lại là hai mẹ con anh ta gặp trên máy bay. Lúc này, cô bé đã khá hơn rất nhiều, cô bé được người phụ nữ xinh đẹp khoan thai dắt ra. Đi đường vất vả rồi, Vương Hiền ôn nhu nói. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp lắc đầu, nói không sao, chỉ có điều vừa rồi trên máy bay Hân Hân đột nhiên không khỏe. May mà mẹ con tôi gặp được một vị bác sĩ. A, à, bác sĩ Đường, hóa ra cậu cũng ở đây. Lúc này, người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng nhìn thấy Đường Tuấn đang đợi xe ở bên cạnh, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bà ấy dẫn con gái bước qua. Sở dĩ bà ấy kéo dài thêm chút thời gian là vì muốn đến quầy tư vấn để hỏi thông tin của Đường Tuấn. Có chuyện gì vậy? Khuôn mặt Vương Hiền lộ ra vẻ khó hiểu và cảnh giác người phụ nữ trung niên xinh đẹp vội vàng giải thích sơ sơ sự việc vẻ mặt vương hiền mới dịu lại một chút ông ấy chủ động đưa tay về phía đường tuấn tôi là vương hiền cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi là việc nên làm đường tuấn bắt tay vương hiền ngài vương xin chào lúc này tiết thành dân cũng không kiềm chế được nữa anh ta chủ động tiến lên giới thiệu tôi là tiết thành dân là bác sĩ được viện điều dưỡng thành công đặc biệt mời đảm nhận chức vụ trước đó tôi có duyên gặp mặt phu nhân và con gái của ngài trên máy bay nếu không phải do tên nhóc này làm phiền giữa chừng tôi đã sớm có thể chữa khỏi bệnh cho con gái ngài anh ta hoàn toàn không được việc gì cả vương hiền hơi cau mày nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp với vẻ hơi khó hiểu người phụ nữ xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét bà ấy không ngờ tiết thành dân lại quá không biết xấu hổ như vậy bà ấy ghé vào tai vương hiền khẽ nói vài câu sau khi vương hiền nghe xong ông ấy không lạnh không nhạt gật đầu với tiết thành dân may mà con gái không sao nếu không lúc này vương hiền đã không khách sáo như vậy tiết thành dân có chút xấu hổ cậu đường không biết cậu muốn đi đâu tôi cho người đưa cậu đến đó nhé người phụ nữ xinh đẹp chủ động nói tôi muốn đến viện điều dưỡng thành công đường tuấn nói người phụ nữ xinh đẹp gật đầu với vương hiền nói vừa hay thuận đường cậu đi cùng với chúng tôi nhé hơn nữa đúng lúc tôi cũng có một số câu hỏi muốn thỉnh giáo cậu đường về y học cổ truyền đường tuấn thấy vẻ nhiệt tình trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp không giống như giả vờ anh mới gật đầu đồng ý đến khi đường tuấn và nhóm người lên chiếc rô roi sắc mặt tiết thành dân liền trở nên rất khó coi từ đầu đến cuối anh ta luôn bị phớt lờ đặc biệt là khi anh ta chế giễu đường tuấn bây giờ trong nháy mắt người ta đã lên chiếc rô roi được đặt làm theo yêu cầu đây chẳng khác nào đang tát vào mặt anh ta cả bác sĩ Tiết, tiếp theo chúng ta làm thế nào đây? Cô trợ lý xinh đẹp rè rặt nói, cô ta chỉ sợ sẽ chọc giận Tiết Thành Dân đang trong cơn tức giận. chương 414 giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Còn người Tiết Thành Dân u ám, anh ta nhếch mép cười khẩy, ha ha. Không phải vừa rồi tên nhóc đó nói muốn đến việc điều dưỡng thành công sao? Đó là địa bàn của tôi, anh ta thật sự dám đến, đến lúc đó tôi còn sợ không uốn nắn được anh ta à? nhưng anh ta đi cùng với ngài vương hiền cô trợ lý xinh đẹp lo lắng nói tiết thành dân nói sợ cái gì vương hiền có thể có quyền lực đến đâu chứ lẽ nào ông ta có thể một tay che trời sao hơn nữa lần này viện trưởng mời tôi về không phải là để chữa bệnh cho một nhân vật tầm cỡ sao chỉ cần chữa được cho nhân vật tầm cỡ kia đến lúc đó tôi còn phải sợ vương hiền ư đúng rồi cô vẫn chưa nói nhân vật kia là ai là ông cụ nhà họ mộ dung Cô trợ lý xinh đẹp nói. Tiết Thành dân sững sờ, sau đó lộ ra vẻ hớn hở, anh ta nói, đi. Mau trở về, chỉ cần chữa khỏi cho ông cụ mộ dung, vậy Tiết Thành dân tôi thật sự phát tài rồi. Trợ lý xinh đẹp nói với vẻ khó xử, bác sĩ Tiết, ông cụ mộ dung bị ung thư, đã đến giai đoạn cuối rồi. Vẻ vui mừng trên mặt Tiết Thành dân bỗng mất hút hơn phân nửa, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, không sao. Dù sao thì cũng sắp chết rồi, chỉ cần có thể làm cho ông cụ sống thêm một ngày, thì tôi chính là ân nhân của nhà họ Mộ Dung. đến lúc đó, nhà họ Mộ Dung sẽ tôn sùng tôi như khách quý. nói xong, Tiết Thành Dân nóng lòng ngồi lên chiếc Porsche phóng đi như tên bắn. mà lúc này, ở một lối ra riêng biệt khác ở sân bay, một người phụ nữ mặc áo măng tô đội chiếc mũ lưỡi chai chậm rãi bước ra. người phụ nữ này chính là người ngồi bên cạnh Đường Tuấn trước đó. lúc này cô ấy tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt trong veo như là nước mùa thu, khuôn mặt trắng như băng tuyết, ngũ quan như được thượng đế chạm trổ tỉ mỉ, mỗi góc mặt đều bộc lộ ra mỹ cảm không thể diễn tả hết bằng lời, khi kết hợp lại với nhau thì càng giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Cô ấy trẻ hơn đường Tuấn nghĩ, thậm chí trông còn trẻ hơn đường Tuấn 1-2 tuổi. Khi cô ấy mang giày cao gót bước ra khỏi lối đi chuyên dụng trong sân bay, khí chất lập tức thay đổi, không còn là một cô gái dịu dàng đã nhắc nhở đường tuấn trên máy bay lúc trước nữa, mà trở thành một nữ vương quyền quý cao ngạo, có quyền quyết định mọi việc. Ở lối ra, có một nhóm hơn chục người đang thấp thỏm đợi. Hơn chục người có nam cũng có nữ, ai nấy đều ăn mặc cũng rất cầu kỳ, vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Nếu vương hiền ở đây, e là cũng sẽ bị dọa đến trợn cả mắt. Bởi vì trong số hơn chục nam nữ này, ít nhất có 7 đến 8 người là có tài sản và địa vị không thua kém gì ông ấy, thậm chí có vài người còn hơn cả ông ấy. Nhưng hiện tại những người này, ai cũng đều đang cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào cô gái đang đi ra. Một người phụ nữ mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng bước lên trước đón chào, cô ta đưa bảng biểu báo cáo trong tay cho cô gái uy nghiêm, nói tổng giám đốc, đây là tất cả bảng biểu báo cáo tài vụ và chi tiết hợp tác với tất cả các công ty trong hai năm qua của nhà họ mộ dung chương 415, tôi đến để chữa bệnh cho ông cụ mộ dung. Nghe nói, cô gái trao mày, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy lộ ra biểu cảm này. Cô ấy rất không thích những loại từ không chắc chắn như vậy. Người đang nói chuyện không hề thua kém Vương Hiền về thân phận và địa vị, nhưng lúc này cả người lại run lên, vội vàng giải thích là như thế này. Nghe nói bên viện điều dưỡng thành công đã đặc biệt mời bác sĩ của bọn họ là Tiết Thành Dân trở về. Mặc dù Tiết Thành Dân vinh váo kiêu ngạo, nhưng y thuật lại rất tốt có anh ta ở đó nói không chừng anh ta có thể làm cho ông cụ mộ dung gắng gượng thêm vài ngày anh ta không được sau khi cô gái nghe xong đưa luôn ra kết luận khuôn mặt của đường tuấn chợt hiện lên trong đầu cô ấy cô ấy ngừng một lúc lại nói cứ đợi thêm hai ngày rồi lại cân nhắc tiếp mặc dù những người khác có hoài nghi trong lòng nhưng cũng không dám chất vấn cô gái trước mặt không dễ nói chuyện như bề ngoài sau khi kết thúc cuộc đối thoại Cô gái nói với trợ lý, "Trong hai ngày, tôi muốn tài liệu chi tiết về một người, anh ta tên là Đường Tuấn, ngồi cùng máy bay với tôi." Trợ lý ghi vào cuốn sổ tay mang theo người. Cô gái nhìn bầu trời âm u bên ngoài sân bay, dùng âm thanh chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy, nói cho dù anh còn sống, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Tất nhiên, Đường Tuấn không hề biết chuyện đã xảy ra ở trong lối đi chuyên dụng ở sân bay, bằng không, anh chắc chắn có thể đoán được thân phận của cô gái đầy khí chất đó sau một hồi giới thiệu, Đường Tuấn mới biết thân phận của vợ chồng Vương Hiền. Khi biết Vương Hiền là người phụ trách một xí nghiệp nằm trong 500 xí nghiệp hàng đầu thế giới ở khu vực miền Bắc, trong lòng Đường Tuấn có chút kinh ngạc, chẳng trách vừa rồi Tiết Thành Dân lại không biết xấu hổ mà noi lên tiếp cận như vậy. Mà vợ của Vương Hiền cũng là người phụ nữ xinh đẹp kia, bà ấy tên là Cao Hồng, hiện đang làm thẩm mỹ và kinh doanh mỹ phẩm. Con gái của họ tên là Vương Hân Hân. Cậu Đường, Tôi có thể hỏi cậu đến viện điều dưỡng thành công để làm gì không?" Cao Hồng khách sáo hỏi. Đường Tuấn nói, "Tôi đến để chữa bệnh cho ông cụ Mộ Dung." Cao Hồng và Vương Hiền đưa mắt nhìn nhau, gật đầu nói, "Thì ra là như vậy." Tin tức ông cụ Mộ Dung bị bệnh cũng đã truyền đi khắp nơi rồi. Nghe nói ông ấy mắc phải bệnh nan y, đã có không ít bác sĩ thử chữa trị, họ muốn mượn việc này để lên được con thuyền lớn của nhà họ Mộ Dung. Đường Tuấn nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động xem ra nhà họ mộ dung vẫn chưa công bố chuyện ông cụ mắc bệnh ung thư ra ngoài. Bọn họ sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà họ mộ dung sao? Trong lòng đường Tuấn thầm đoán, trước mắt, ông cụ mộ dung vẫn là người nắm quyền nhà họ mộ dung, nếu như ông ấy xảy ra chuyện, rất nhiều việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ có điều, cậu đường, nếu cậu thật sự đến viện điều dưỡng thành công, cậu vẫn nên cẩn thận hơn. Mặc dù con người tiết thành dần không tốt, nhưng anh ta đích thực là bác sĩ được đặc biệt mời về đảm nhận vị trí chữa bệnh chủ chốt của viện điều dưỡng hơn nữa anh ta có mối quan hệ với rất nhiều người quyền quý có thể không xung đột với anh ta là tốt nhất cao hồng đặc biệt nhắc nhở đường tuấn cảm ơn cao hồng rất nhiệt tình suốt đường đi bà ấy nói chuyện với đường tuấn rất nhiều thậm chí còn chủ động lưu lại phương thức liên lạc còn chồng của bà ấy vương hiền thỉnh thoảng chỉ nói vài câu cũng không nói chuyện nhiều chứng đối nhân xử thế và tu dưỡng rất sâu xa. Audio điện tử võ tấn bền chương 416 đáng sợ nhất không phải là thiên tài. Nửa giờ sau, xe dừng trước viện điều dưỡng thành công. Sau khi tạm biệt vợ chồng Vương Hiền, Đường Tuấn bước xuống xe. Ông à, Đường Tuấn đã cứu hân hân nhà chúng ta, vừa rồi ông ít nhất cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ. Trong xe, sau khi Đường Tuấn rời khỏi, Cao Hồng nói với vẻ hơi tức giận, Hiển nhiên là bà ấy không hài lòng với thái độ lạnh nhạt suốt đường đi của chồng mình. Vương Hiền lắc đầu, nói cậu ấy không cần, nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ cậu ấy chính là vị bác sĩ đường gần đây rất được chú ý ở tỉnh Khánh Hòa đấy. Người ông đang nói chính là vị bác sĩ đường, người đang nắm trong tay thuốc thần thông và bột tuyết cơ sao? Cao Hồng nói với vẻ kinh ngạc, bà ấy đang mở một công ty thẩm mỹ mỹ phẩm, bột tuyết cơ cũng thuộc lĩnh vực này nên tất nhiên bà ấy hiểu rõ, thậm chí còn từng dùng qua hiệu quả thực sự rất thần kỳ lúc đó bà ấy còn cảm thán bác sĩ đường là nhân vật như thế nào không ngờ lại được gặp mặt trong tình huống như vậy vương hiền nói không sai ngoài cậu ấy ra tôi không thể nghĩ ra vị bác sĩ đường thứ hai ở thành phố vinh cao hồng hơi cau mày nói nếu như vậy thì tôi càng không hiểu nếu cậu ấy là bác sĩ đường kia sao vừa rồi cậu ấy lại không nhắc một chữ về chuyện của mình chứ nếu biết công ty chúng ta bằng lòng hợp tác với cậu ấy Vậy cũng đủ để khiến cho lượng tiêu thụ của hai loại thuốc của cậu ấy tăng lên một bậc rồi. Có một công ty xuyên quốc gia chống đỡ ở đằng sau, loại thuốc mới của Đường Tuấn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ có thể phủ khắp ở Việt Nam, lượng tiêu thụ tăng cao lên hàng trăm lần cũng không phải là việc không có khả năng. Tôi cũng không rõ, Vương Hiền cưng chiều xoa đầu con gái, nói, lát nữa sẽ đưa hai mẹ con về trước, tôi còn phải đi gặp vị nhà họ Hoàng phủ. Cao Hồng nghe thấy vậy, hít một ngụm khí lạnh, nói cô ấy thật sự đến rồi sao? Cô ấy không định thu mua nhà họ mộ dung đấy chứ? Với tu dưỡng của Cao Hồng, mà lúc này lại lộ ra biểu cảm như vậy, có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc của bà ấy vào lúc này. Vương Hiền cười khổ, không sai. Hơn nữa, vừa rồi cô ấy ngồi cùng máy bay với hai người, nếu không phải muốn đón hai người, tôi cũng sẽ đi gặp cô ấy. Lần này nhà họ mộ dung mà không xử lý tốt, e rằng thực sự sẽ phải đổi họ. Tôi nghe nói, để tăng sức ảnh hưởng của mình đối với tập đoàn, Mộ Dung Khánh định gả con gái của mình cho Nhan Minh. Ông ta đúng là cũng không tiếc tiền vốn. Cao Hồng không hiểu nói, nhưng dù sao thì nhà họ Mộ Dung cũng là một tập đoàn có tài sản hàng nghìn tỷ, các chi nhánh liên quan cũng rất nhiều, công ty như vậy sao có thể nói thu mua là thu mua chứ? Vương Hiền thở dài, có lẽ với người khác thì không thể, nhưng đối với cô gái nhà họ Hoàng phủ, cũng không phải là việc gì khó. Cô ấy đã quản lý tập đoàn Yên Hòa được 8 năm, cũng đã có những cải cách mạnh mẽ quyết đoán. Năm ngoái khi bảng biểu báo cáo tài vụ của tập đoàn Yên Hòa được công khai ra ngoài, tài sản của tập đoàn Yên Hòa đã tăng gấp đôi sau khi cô ta tiếp nhận chức vụ. Nhà họ Hoàng phủ mượn chuyện này để gia nhập vào top 3 gia tộc danh môn đứng đầu Việt Nam. Với năng lực như vậy, ngay cả ông cụ người đã sáng lập nên nền tảng vĩ đại của nhà họ Hoàng phủ cũng không xuất sắc bằng. Cho dù thân phận của Vương Hiền không tầm thường, nhưng khi ông ấy đối mặt với cô gái nhà họ Hoàng Phủ, cũng vẫn cảm thấy khó đối phó. chương 417, là anh. Đường Tuấn không còn cách nào khác, đành phải gọi điện cho mộ Dung Lan. Lúc mộ Dung Lan biết Đường Tuấn đã đến bên ngoài viện điều dưỡng thành công, cô ấy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức từ trong viện đi ra. Có sự xuất hiện của mộ Dung Lan, mấy nhân viên an ninh tất nhiên không dám ngăn cản Đường Tuấn nữa. So với khoảng thời gian trước, mộ Dung Lan trông tiểu tụy hơn nhiều, sắc mặt xanh sao, hốc mắt trũng sâu, trông giống như không ngủ đủ giấc vậy. Khóe mắt cô hơi đỏ, trông như vừa mới khóc. Đường Tuấn có chút đau lòng, anh vừa lặng lẽ truyền chân khí cho mộ dung lan, vừa nói hiện tại ông nội em thế nào rồi. Giọng mộ dung lan buồn bã, cô ấy nói, vẫn còn rất yếu, một ngày chỉ có chưa đến 30 phút là tỉnh táo. Cô ấy ngẩng mặt lên, nhìn đường Tuấn với vẻ đầy mong đợi, nói anh có thể chữa khỏi bệnh của ông em không? mặc dù y thuật của đường tuấn đã đạt đến khí cảnh nhưng anh chưa bao giờ điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối cả lúc này khi mộ dung lan hỏi vậy anh thật sự có chút không tự tin mộ dung lan thấy vậy cô ấy cho rằng đường tuấn cũng không thể chữa bệnh của ông không khỏi ủ rũ nói không sao em không trách anh ung thư giai đoạn cuối vào tay bất kỳ bác sĩ nào cũng là bệnh nan y em cũng biết bản thân đã nghĩ nhiều rồi đường tuấn muốn giải thích gì đó nhưng mộ dung lan đã không còn tâm tư để nghe nữa, anh đành phải im lặng không nói thêm lời nào, nhưng anh thầm quyết tâm trong lòng, anh nhất định phải cố gắng hết sức chữa khỏi bệnh cho ông cụ, bằng không e rằng mộ dung lan sẽ ái náy suốt cả đời. Đường Tuấn theo mộ dung lan đi vào viện điều dưỡng, vừa vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Bác sĩ Tiết, lần này thực sự phải phiền anh rồi. Chỉ cần anh có thể làm cho ông cụ chống đỡ thêm một ngày thôi, thì anh chính là ân nhân của nhà họ mộ dung tôi mộ dung khánh tôi sẽ đội ơn anh cả đời ngài mộ dung khách sáo rồi tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức điều trị cho ông cụ đường tuấn nghe thấy giọng nói này bèn cho mày anh không ngờ tiết thành dần lại có thể đến trước anh người vừa nói là tiết thành dân một bác sĩ được mời tới viện điều dưỡng thành công lần này bố tôi yêu cầu anh ta quay lại đây mộ dung lan giải thích trong khi nói chuyện cả hai cùng đi ra hành lang và đến bên ngoài phòng bệnh của ông cụ mộ dung tiểu lan Vừa rồi con đi đâu vậy?" Lúc này, một giọng gằn hét lên với Mộ Dung Lan. Người vừa nói là một người đàn ông trung niên, ăn mặc rất khí thế, khuôn mặt uy nghiêm, khí chất thâm trầm. Đường Tuấn liếc mắt đã nhận ra ông ta, người này chính là cha của Mộ Dung Lan, con trai cả của ông của Mộ Dung, Mộ Dung Khánh. "Cậu ta là ai vậy?" Mộ Dung Khánh lúc này cũng nhìn thấy Đường Tuấn bên cạnh Mộ Dung Lan, nhíu mày hỏi. Chương 418: Tôi có thể chữa khỏi bệnh của ông cụ cha, con không có ý đó. Đường Tuấn lần này thực sự đến để xem bệnh cho ông nội. Y thuật của anh ấy rất tốt. Hơn nữa, mộ dung lan vốn muốn nói đường Tuấn xuất thân từ nhà họ đường, y thánh, nhưng chợt nhận ra những lời này không thể nói ra, vội vàng dừng lại. Hơn nữa cái gì, đôi mắt không thiện trí của mộ dung khánh quét qua người đường Tuấn, nói, một tên bác sĩ lang băm không biết chui từ đâu ra mà dám khẳng định tay nghề chữa bệnh của mình rất giỏi tiết thành dân lúc này cũng nói ông mộ dung đừng coi thường anh đường này anh ta tự cảm thấy mình rất giỏi trước đây anh ta còn nói tôi không xứng đáng để so tài y thuật với anh ta đâu tôi có thể chữa khỏi bệnh của ông cụ đường tuấn đứng lên bình tĩnh nói ha 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 tiết thành dân sướng sờ một lúc sau đó anh ta cười phá lên khom cả người xuống nói tiếp ôi trời cười chết mất anh có biết ông cụ bị bệnh gì không là bệnh ung thư giai đoạn cuối Căn bệnh này được công nhận là bệnh nan y, cho dù là bác sĩ đẳng cấp thế giới, cùng với trang thiết bị y tế tốt nhất còn không dám tin có thể chữa khỏi bệnh ung thư, chứ đừng nói là giai đoạn cuối. Anh còn chưa hiểu rõ vấn đề mà còn dám đến đây nói nhăng nói cuội. Mộ Dung Khánh nhíu mày thật sâu, lời nói của Tiết Thành dân tuy hơi khó nghe nhưng là sự thật, nếu bệnh ung thư dễ điều trị như vậy thì sẽ không coi là bệnh nan y. Đừng có ăn nói lung tung, Mộ Dung Khánh nói, Tiểu Lan con nhìn người đàn ông mà con thích đi. Cha nghĩ con nên ngoan ngoãn cưới nhan minh đi, còn đứng đó làm gì? Mau tóm lấy cái tên không biết trời cao đất dày lại cho tôi, đừng để cậu ta vào đây nữa. Ngoặc kép, vài tên vệ sĩ canh gác bên ngoài phòng bệnh lập tức đi về phía đường Tuấn với vẻ mặt hung dữ, siết chặt tay. Cậu nhóc, đừng có đứng ở đây cản đường, bác sĩ Tiết đang chữa trị cho cụ mộ dung, ở đây không có chuyện của cậu. Vài vệ sĩ nói với giọng điệu mỉa mai, tỏ vẻ khinh thường. Đường Tuấn còn không thèm nhìn đến họ, bàn tay vung lên, một luồng chân khí vô hình bộc phát, đánh bay mấy tên vệ sĩ. Mấy vệ sĩ hét lên, a, à, không còn sức lực nào để đứng dậy nữa. Cậu, ở bệnh viện mà dám ra tay như vậy? Mộ Dung Khánh hơi hoảng hốt, lặng lẽ lùi về phía sau một chút. Ông là cha của Mộ Dung Lan, tôi sẽ không đánh ông." Đường Tuấn cười nhẹ. Khi anh nói, khuôn mặt của anh thay đổi đột ngột. Vốn dĩ anh còn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của sinh mệnh từ ông cụ mộ dung trong phòng bệnh, nhưng hiện tại hơi thở sinh mệnh đó đang nhanh chóng suy tàn, giống như ngọn nến trước gió, có khả năng sẽ chết bất cứ lúc nào. Ngay tức khắc, anh xoay người đi vào phòng bệnh. Tiết Thành Dân ngăn đường Tuấn lại và nói, anh không phải là bác sĩ ở viện điều dưỡng thành công, nên anh không có quyền vào phòng mà không có sự cho phép của bệnh nhân. Dù không tin rằng đường Tuấn có thể chữa khỏi bệnh ung thư, nhưng anh ta cũng sẽ không bao giờ cho Đường Tuấn thêm một cơ hội nào nữa. Chỉ có anh ta mới có thể chữa khỏi cho ông cụ mộ dung, công lao phải thuộc về anh ta. Đường Tuấn, sao không đợi một lát, ông em vừa mới ngủ say, mộ dung lan cũng thuyết phục. Đường Tuấn lắc đầu nói, không còn thời gian nữa rồi. Nếu chờ nữa thì có khi ông cụ mộ dung không thể qua khỏi đêm nay. chương 419, Hồi sinh châm. Nực cười, Tiết Thành Dân mỉa mai, tôi vừa xem tình hình của ông cụ Mộ Dung. Ông ấy có thể sống ít nhất ba ngày nữa. Đừng tung tin đồn nhảm ở đây. Cút đi, đường tuấn tát cho Tiết Thành Dân một cái. Cơn giận của của anh ngay lập tức bùng nổ, không kiêng nể mà hất Tiết Thành Dân bay ra ngoài, mấy cái răng của anh ta rơi xuống. Đường Tuấn cũng không thèm nhìn, đi thẳng vào phòng bệnh. Mộ Dung Khánh sững sờ, nhất thời không dám nói lời nào ngăn cản Đường Tuấn, cứ để mặc anh đi vào phòng bệnh trong căn phòng bệnh sang trọng một ông già đang nhắm mắt trên giường lông mày nhíu chặt trên cơ thể được gắn nhiều thiết bị y tế khác nhau nhìn thấy ông cụ vẫn bình thường không có dấu hiệu gì giống như đường tuấn nói mộ dung lan hơi thất vọng cô cho rằng đường tuấn đang cố ý làm cô sợ hãi con người sống dựa vào một hơi thở khi hơi thở này được tản đi họ sẽ chết ngay lập tức đường tuấn dường như nhìn thấu suy nghĩ của mộ dung lan nhanh chóng nói trường hợp này không có thiết bị y tế tân tiến nào có thể phát hiện ra. Em đi ra ngoài trước đi, để anh chữa bệnh cho ông. Mộ Dung Lan vẫn còn nghi ngờ, những lời nói Đường Tuấn mặc dù nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng tất cả đều là do anh tự nói ra, không có bất kỳ bằng chứng nào. Đường Tuấn thở dài khi nhìn thấy như vậy, nói, nếu em không tin thì ở lại đây xem thử vậy. Trong lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã đóng cửa phòng bệnh, khóa trái cửa lại. Đường Tuấn ngừng nói, vẻ mặt nặng nề kiên định. Các thiết bị y tế trên người ông cụ Mộ Dung nhanh chóng được lấy ra, để lộ phần thân trên gầy trơ xương của ông cụ. Mộ Dung Lan nhìn thấy vậy, trong lòng cô cảm thấy xót xa, ông nội cô vốn khỏe mạnh, chỉ mới chưa đầy nửa tháng, đã lại thành ra như thế này, đối mặt với bệnh tật, sinh mệnh thật mong manh, chẳng chịu nổi tổn thương. Đường Tuấn không có thời gian để nghĩ về nó. Giờ đây anh đang muốn tranh giành thời gian với thần chết. Để tiết kiệm thời gian, Đường Tuấn đã dùng luôn chân khí của mình để khử trùng. Cầm lấy cây kim châm bạc, anh dùng tứ tượng châm pháp độc nhất vô nhị của nhà họ Đường châm vào mấy huyệt đạo lớn trên cơ thể ông cụ, những huyệt đạo lớn này chính là tử huyệt của cơ thể người, chỉ sai một ly thì bệnh nhân sẽ chết ngay lập tức. Nhưng tay của Đường Tuấn rất vững vàng, không hề run rẩy. Khi cây kim châm bạc đâm vào cơ thể ông cụ, sắc mặt ông dần dần bình tĩnh lại, nhưng Đường Tuấn lại không dám thả lỏng dù chỉ một giây. Hơi thở của ông cụ đã biến mất, anh phải tiếp tục lấy lại hơi thở cho ông. Hồi sinh châm, Đường Tuấn hét thầm trong lòng. Chân khí trong cơ thể di chuyển qua các kinh mạch trong cơ thể ông cụ theo một cách đặc biệt, phương pháp dẫn khí qua châm này được Lâm Trung Hiệp dạy cho anh. Bằng cách kích thích kinh mạch của người bệnh thì sẽ kích thích được tiềm lực trong cơ thể. Cơ thể ông cụ quá yếu, nếu thực hiện những nốt châm cứu quá thô bạo, giống như 13 kim châm quỷ môn, ông ấy có thể không chịu nổi chương 420, thì ra đây mới vọng khí chân chi. Đây là lần đầu tiên đường Tuấn sử dụng hồi sinh châm pháp, hiện tại chỉ hy vọng sẽ có hiệu quả như Lâm Trung Hiệp nói, mặc dù hồi sinh châm pháp có tác dụng phụ, sau khi châm cứu xong, trong vòng 3 ngày sau đường Tuấn sẽ không thể sử dụng phương pháp dẫn khí qua châm nữa, sẽ có một khoảng thời gian suy yếu. Nhưng bây giờ anh không để ý tới nó nữa. Chán đường Tuấn bắt đầu đổ mồ hôi, anh tập trung tinh thần cao độ nên hầu như không nghe được âm thanh nào ở bên ngoài. Trong tầm mắt và cảm giác của anh chỉ có cây kim châm bạc, từng chút từng chút cố định chân khí của ông cụ lại. Lúc này, Đường Tuấn thậm chí đã quên mất mình là ai, cũng quên đi thân phận của ông cụ, suy nghĩ duy nhất của anh là giúp ông lấy lại hơi thở và chữa lành bệnh tật. Ừm. Uhm, trong trạng thái này, trong đầu Đường Tuấn dường như đột nhiên có cánh cửa mở ra, phát ra tiếng sấm rền vang. Với tiếng động lớn này, thân sắc của Đường Tuấn trở nên sáng suốt khác thường, giống như ngọn đèn sáng xuyên qua bóng tối vô tận. Mặc dù lúc này anh quay lưng lại với Mộ Dung Lan, nhưng anh có thể thấy rõ vẻ hoảng sợ và lo lắng trên gương mặt Mộ Dung Lan. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác được luồng khí trên người của ông cụ Mộ Dung. Anh chỉ nói với Mộ Dung Lan rằng một người sống được là do có một hơi thở giúp đỡ, khi hơi thở đó tan biến thì người đó sẽ chết ngay lập tức. Lý thuyết này nghe rất mơ hồ. Bởi vì cho dù các vị thần y có giỏi giang đến đâu, cũng không thể chứng minh được sự tồn tại của luồng khí đó, thậm chí còn không thể cảm nhận được nó. Mà bây giờ, Đường Tuấn thật sự cảm nhận được luồng khí này trên người của ông cụ Mộ Dung. Ông lão đã đến bờ vực phân tán khí, mà khi Đường Tuấn sử dụng châm pháp hồi sinh này, những luồng khí bị phân tán đó dường như được một bàn tay to vô hình tập hợp lại với nhau, chỉ là hơi thở vẫn còn yếu ớt. Thì ra đây mới vọng khí chân chi. Đường Tuấn ngộ ra, Trước kia, ánh mắt của hắn chỉ có thể phán đoán bệnh tình bằng cách quan sát nước da của con người, đây chỉ là một kỹ năng hạng xoàng Nhưng bây giờ anh đã có thể quan sát được luồng khí nguyên bản của con người, đây là xét về mặt tinh thần, không thể so sánh hai thứ này với nhau. Khi một người mắc bệnh, tinh thần của họ sẽ suy yếu, vì vậy nhìn vào thần thái của một người, người ta có thể đại khái biết được người đó có khỏe mạnh hay không. Đường Tuấn thở ra một cách nặng nề, chân khí trong cơ thể tuôn ra, bảo vệ luồng khí trong người ông lão. Những chân khí khác trong cơ thể ông cụ sẽ vọt lên, chúng cũng mang theo cả cảm giác ớn lạnh, chính nó sẽ giết chết tất cả các tế bào ung thư đã di căn trong cơ thể ông lão. Trước đây, Đường Tuấn không dám dùng phương thức thô bạo này vì anh không thể bảo vệ được hơi thở của ông lão, nhưng bây giờ anh không còn lo lắng như vậy nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 421, nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa sông vào có vẻ như loại vọng khí này tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần lẫn thể chất, nên sau này anh sẽ dùng nó ít hơn. Đường Tuấn thầm nói trong lòng, nhưng anh không hề hối hận, mà ngược lại là vui mừng khôn xiết. Đạt đến vọng khí chân chính, chứng tỏ y thuật của anh đã có một bước tiến lớn, anh ta cách cảnh giới nhập thần không còn xa nữa. Mộ Dung Lan đỡ lấy người Đường Tuấn đang run rẩy, quan tâm hỏi anh có sao không? Đường Tuấn xua tay từ chối, ngồi xuống ghế bên cạnh. Hiện tại anh rất mệt mỏi, toàn thân càng lúc càng bùn rùn, yếu ớt, rõ ràng là làm việc quá sức. Có lẽ đối với mộ dung lan, anh chỉ cho châm cho ông cụ mộ dung mấy kim, nhưng chỉ có anh mới biết khó khăn và nguy hiểm như thế nào, nó chắc chắn không kém hơn lần trước anh so tài với đồ thành. Cho dù đó là tập hợp luồng khí cho ông cụ mộ dung hay là tiêu diệt tế bào ung thư bằng khí lạnh, nó đều rất mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Chỉ cần anh phạm một chút sai lầm, ông cụ mộ dung sẽ không thể sống được nữa, không khác gì múa trên mũi sao. Mộ Dung Lan nhìn ông nội đang nằm trên giường, lúc này ngoài vẻ mặt bình tĩnh hơn trên gương mặt của ông lão, cô thực sự không nhìn ra được sự khác biệt nào, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Lẽ nào vừa rồi anh ấy chỉ làm ra vẻ vậy thôi, định muốn lấy lòng hay sao sao? Trong lòng Mộ Dung Lan nảy ra một ý nghĩ như vậy, mặc dù biết Đường Tuấn không phải là loại người thích lấy lòng người khác, nhưng cô vẫn có suy nghĩ như vậy. Đường Tuấn như nhìn thấu tâm tư của cô, mỉm cười, yên tâm đi. Ông nội em không sao đâu, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. rầm dầm rầm cửa phòng bị gõ ẩm ý, giọng nói của mộ dung khánh, tiết thành dân và những người khác truyền vào phòng. Đường Tuấn, tôi ra lệnh cho cậu đi ra đây ngay lập tức. Nếu như cha tôi xảy ra chuyện gì, nhà mộ dung chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Tên họ đường kia, anh đã tự tiện xông vào vào viện điều dưỡng thành công và làm người nhà bệnh nhân bị thương, Tôi đã báo cáo sự việc này với bệnh viện rồi, anh hãy chuẩn bị tinh thần mà chịu sự trừng phạt của pháp luật đi. Nếu không mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa xông vào. Ha ha, mở cửa đi." Đường Tuấn nhìn Mộ Dung Lan khẽ cười. "Nhưng còn anh thì sao?" Mộ Dung Lan lo lắng, cô sợ Đường Tuấn sẽ gặp nguy hiểm khi những người đó đi vào. Đường Tuấn lắc đầu nói, "Không sao, ông của em sắp tỉnh lại rồi, bọn họ sẽ không làm gì được anh đâu." Mộ Dung Lan sững sờ, nhìn về phía ông nội trên giường bệnh phát hiện ông không hề có dấu hiệu tỉnh lại cô không khỏi nghi ngờ lời nói của đường tuấn ừm thực ra mình cũng không hy vọng nhiều lắm dù sao thì ung thư cũng là bệnh nan y đường tuấn không chữa được cũng là chuyện bình thường mộ dung lan hơi hụt hẫng nhưng trong lòng vẫn tự an ủi chỉ cần có mình ở đây thì bọn họ sẽ không gây bất lợi cho đường tuấn nghĩ xong mộ dung lan mở cửa phòng bệnh ra mộ dung khánh tiết thành dân và bảy tám vệ sĩ xông vào trước tiên bao quanh giường bệnh của ông lão. Mộ Dung Khánh kiểm tra nhịp thở và mạch của ông lão, sau khi xác nhận ông cụ vẫn ổn thì ông ta mới thả lỏng một chút. Khi Tiết Thành Dân nhìn thấy tất cả các thiết bị y tế của ông Mộ Dung đã được tháo ra, lộ ra vẻ mặt tức giận, ông ta chỉ vào đường Tuấn mà chửi rủa tên họ đường này. Anh muốn làm gì? Ý của anh là gì? Bây giờ anh đang chữa bệnh cho bệnh nhân mà không được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân. Nếu xảy ra chuyện gì thì anh có thể chịu trách nhiệm được không? Chương 422, con muốn dẫn ai ra ngoài? Mộ Dung Khánh lúc này cũng lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, nhất là khi nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi nghỉ ngơi, ông ta càng tức giận, "Đường Tuấn, cậu làm như vậy là vi phạm pháp luật. Nếu lần này cậu không cho tôi một lời giải thích, cậu sẽ phải ngồi tù trong suốt phần đời còn lại của mình." Ông ta vốn đang lo lắng không nghĩ ra cách đuổi Đường Tuấn đi, nhưng bây giờ Đường Tuấn thật sự đã làm một chuyện ngu xuẩn như vậy anh ta chỉ có thể dùng nó để buộc mộ dung lan thỏa hiệp và kết hôn với nhan minh vi phạm pháp luật sao đường tuấn lắc đầu kinh tởm nhìn mộ dung khánh và tiết thành dân rồi nói tôi chỉ biết người bác sĩ lấy việc chữa bệnh cứu người làm trọng mà thôi chị bệnh cứu người tiết thành dân chỉnh lại thiết bị y tế đồng thời châm chọc nói vậy anh nói xem anh đã chữa bệnh cho ông cụ mộ dung như thế nào nếu như anh không thể nói thì đừng trách viện điều dưỡng thành công của chúng tôi không cho anh đi Đường Tuấn chỉ vào ông cụ Mộ Dung đang nằm trên giường, nói tôi đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy rồi. Anh có thể cất những dụng cụ y tế đó đi. Tiết Thành Dân nghe xong, im lặng một lúc, sau đó nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt ngu ngốc, nói anh điên rồi sao? Mới có mấy phút mà anh dám nói là anh đã chữa được bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi nghĩ anh cũng bị bệnh rồi, nên đi đến bệnh viện tâm thần mà kiểm tra đi. Mộ Dung Khánh cũng lạnh lùng nhìn Mộ Dung Lan, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường như muốn nói đây là người đàn ông mà con thích sao hai má mộ dung lan nóng bừng không biết giải thích thế nào ồn ào cái gì đúng lúc này trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một giọng nói yếu ớt ồn ào con mẹ mày ấy mộ dung khánh vốn đang tức giận nên khi nghe được những lời này trong tiềm thức lập tức buông lời nhục mạ tuy rằng chỉ nói vài chữ nhưng ngay sau đó đã há hốc mồm không nói được nữa tiết thành dân người đang thu dọn các thiết bị y tế cũng bị choáng váng, một cái máy rơi, bịch, một cái vào chân mà cũng không nhận ra. Mộ Dung Lan lấy tay che miệng, vẻ mặt hoài nghi. Mộ Dung Khánh, con đang nói cái gì vậy? Một giọng nói yếu ớt vang lên mang theo sự uy nghiêm lạnh lùng, hỏi. Mộ Dung Khánh xoay người lại một cách khó khăn, tiếp đó lập tức nhìn thấy được cha của mình, ông của Mộ Dung đang nằm trên giường, nhìn ông ta ánh mắt uy nghiêm lạnh như băng. Cha, Mộ Dung Khánh cảm thấy bờ môi mình khô khốc, cổ họng nhấp nhô, khó nhọc nhằn ra một chữ. Ông cụ Mộ Dung lạnh lùng cất tiếng, không dám, anh mới là cha của tôi. Trường 423 như vậy mới khiến họ mới yên tâm được. Đúng lúc này Tiết Thành Dân cũng lên tiếng, ông cụ à, mấy loại người tự cao tự đại như thế này, thật không đáng ông nói giúp. Ông cụ Mộ Dung liếc mắt nhìn lướt qua trên mặt Tiết Thành Dân và Mộ Dung Khánh, nói hai người các anh mới là người nên cút ra ngoài đấy. Cơ thể của tôi đã không còn vấn đề gì, may mà có thằng nhóc này, nếu không cái mạng già này của tôi sớm đã không còn rồi. Sao có lại có thể không còn vấn đề gì chứ? Ông đang đùa tôi hay sao? Sắc mặt tiết thành dân trở nên nghiêm túc, đây chính là ung thư giai đoạn cuối, bất kỳ lúc nào, ngay cả đánh giấm cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ là do bệnh quá nghiêm trọng, nên đầu óc ông cụ cũng xảy ra vấn đề chăng? lúc này đường tuấn đã khôi phục được chút khí lực đứng lên nói ông cụ đúng là không sao nữa rồi nếu như bác sĩ tiết không tin thì anh có thể dùng những thiết bị này kiểm tra lại đi mộ dung lan vội vàng nói ông nội ông thật sự không còn vấn đề gì sao ông cụ mộ dung gật đầu vẻ mặt tràn đầy tình yêu thương nhìn mộ dung lan nói đúng vậy tiểu lan có một người bạn trai thật tài giỏi khuôn mặt của mộ dung lan lập tức trở nên ửng đỏ lúc này mới nhớ tới khi chính mình canh bên giường của ông nội, thường xuyên cùng nói với ông chuyện của Đường Tuấn. Khi đó ông đang hôn mê, cô ấy cảm thấy không có gì, bây giờ nhớ lại thật là xấu hổ. Ông cụ mộ dung, mong để tôi kiểm tra cho ông. Như vậy sẽ an toàn hơn. Tiết Thành Dân cũng là bác sĩ có kinh nghiệm phong phú, tất nhiên cũng nhìn ra được trạng thái thân thể của ông cụ lúc này so trước đó tốt lên rất nhiều, còn có thể mắng mộ dung khánh, đủ để chứng minh tinh thần của ông không tệ nhưng anh ta vẫn không thể tin được đường tuấn thật sự có thể chữa khỏi ung thư mộ dung khánh cũng lộ ra vẻ lo lắng cha vẫn nên để bác sĩ tiết kiểm tra một chút đi ông cứ để bọn họ kiểm tra đi như vậy mới khiến họ mới yên tâm được đường tuấn cũng lên tiếng khuyên lúc này ông cụ mộ dung mới đồng ý tiết thành dân lấy một ít máu của ông cụ đưa cho cô y tá nhỏ cầm đi xét nghiệm một lúc sau cô y tá nhỏ cầm một giấy xét nghiệm vội vã chạy vào bác sĩ tiết không còn thấy tế bào ung thư nữa tiết thành dân nhìn bản báo cáo trong tay cực kỳ kinh ngạc trên báo cáo cho thấy ông cụ mộ dung mặc dù còn suy yếu nhưng đã không có trở ngại gì những tế bào ung thư kia giống như chưa từng xuất hiện vậy ông cụ mộ dung mắc bệnh ung thư là sự thật nhưng chuyện này thật sự có phần khó mà tin nổi bây giờ lại còn có thể trị khỏi đây quả thực là kỳ thích sao rồi bác sĩ tiết đường tuấn nhìn tiết thành dân hỏi Tiết Thành Dân ngẩng đầu, nói, không thể nào, ung thư được công nhận là bệnh nan y, làm sao anh lại có giải pháp chữa trị được chứ? Đường Tuấn đáp lại, đó chẳng qua cũng chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi. Ung thư cũng là một loại bệnh, sao lại không thể chữa trị được? Tiết Thành Dân đứng xứng người, tâm trạng khá phức tạp. Oán hận, ghen ghét, xấu hổ cùng đủ loại cảm xúc lấp đầy tâm trí của anh. Lúc trước, anh ta còn mỉa mai khinh thường y học cổ truyền không phải y thuật, nhưng bây giờ Đường Tuấn lại dùng y học cổ truyền chữa khỏi được một căn bệnh hát nan y. Thật sự đã hất văng tất cả các nhận thức trước đây của anh ta. chương 424, cậu nhóc, cậu cũng giỏi phết đấy. Y học cổ truyền thật sự thần kỳ đến như vậy sao? Trong lòng Tiết Thành Dân không ngừng tự hỏi, anh ta hoang mang đi ra khỏi phòng bệnh. Mộ Dung Khánh mới quan sát kỹ đường Tuấn một lần nữa, coi trọng trình độ của anh ta hơn mấy phần. Cho dù anh ta xuất thân bình thường, nhưng chỉ bằng việc có thể chữa được bệnh ung thư, cũng đủ làm cho rất nhiều người giàu có quyền thế tìm đến, thậm chí nhà nước cũng phải phép tắc, nhường nhịn với anh ta. Cậu nhóc, cậu cũng giỏi phết đấy, con tên là Đường Tuấn đúng không? Lúc này ông cụ mộ dung mới thở vào một hơi, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm sau sống sót. Vâng, Đường Tuấn gật đầu. Ha ha, không cần khách sáo, giống như Tiểu Lan, gọi ông là ông nội là được rồi. Ông cụ mộ dung cười nói mộ dung lan không khỏi tức giận nhìn ông nội nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ đầu tiên là do bệnh của ông nội đã bình phục bây giờ lại có thể thấy người đàn ông mà mình thích vui vẻ hòa thuận với ông còn gì hạnh phúc hơn thế này nữa chứ ông nội mộ dung đường tuấn ngoan ngoãn gọi một tiếng mộ dung lan nghe vậy hai má lập tức ửng đỏ ha 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 ngoan lắm ông cụ mộ dung tỏ ra vô cùng vui vẻ đối với việc đường tuấn chữa khỏi bệnh cho mình ông cụ mộ dung cảm kích từ tận đáy lòng, đặc biệt khi nhìn thấy bộ dáng anh ta cùng cháu gái của mình như vậy, trong lòng lại càng vui hơn, nói. Về sau đành làm phiền cậu chăm sóc cho Tiểu Lan rồi. Mộ dung khánh trong lòng rất hồi hộp, ông cụ nói câu này câu nói này tương đương với việc tuyển dễ định việc chung thân thay cho mộ dung Lan. Nghĩ tới những thứ này, mộ dung khánh vội vàng nói, cha ơi, con và gia đình họ nhan đã nói chuyện xong rồi. Mấy ngày nữa, Nhan Minh sẽ tới cầu hôn, Bây giờ cho làm như vậy thật sự không được đâu, còn phải ăn nói với nhà họ Nhan như thế nào đây chứ? Ông cụ Mộ Dung nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Trước đó mặc dù không muốn cho gả Mộ Dung Lan cho tên công tử bột nhà họ Nhan, nhưng lúc đó thân thể ông đã không còn tốt như trước, cũng biết mình sẽ không sống được lâu nữa, nên không có cách nào có thể ngăn cản được. Hơn nữa, lúc đó ông còn chưa nhìn thấy Đường Tuấn, cho nên không thể yên lòng. Nhưng bây giờ, bệnh của ông ta đã được Đường Tuấn chữa khỏi. Sống thêm mấy năm nữa cũng không thành vấn đề. Đường Tuấn còn ưu tú như vậy, so sánh với tên Nhan Minh hoàn toàn vô dụng kia, ngoài ra cảnh suất chúng thì chẳng có gì ra hồn. Làm sao ông có thể để đứa cháu gái yêu quý nhất của mình kết hôn với loại cặn bã như vậy được? Hừ, giải thích với nhà họ Nhan là chuyện của con, không liên quan gì đến cha. Ông cụ Mộ Dung không chút khách khí nói, nếu con muốn định bợ nhà họ Nhan, vậy thì tự mình đến nhà họ Nhan đi. Mộ Dung Khánh nổi nóng Vô cùng tức giận nói cha, người đang nói cái gì vậy? Ông cụ Mộ Dung lạnh lùng nói, sao nào? Bây giờ anh còn định dạy dỗ cả tôi đấy à? Ha ha, tôi còn chưa chết đâu, di chúc không có có hiệu lực, anh muốn làm gì? Chương 425, cha ơi, cha đánh con làm gì chứ? Mộ Dung Khánh còn muốn nói tiếp, lại bị ông cụ trực tiếp ngắt lời nói, không nhưng nhị gì hết người nhà họ Nhan đến thì đến, dù sao tôi cũng sẽ không để Tiểu Lan gả cho Nhan Minh cha ơi cha gọi con về để làm gì vậy con đang chơi với bạn ở bên ngoài chẳng lẽ là ông nội đã chết rồi sao đúng lúc này tiếng nói của mộ dung hà từ bên ngoài phòng bệnh vang lên vừa dứt lời mộ dung hà đã lập tức bước vào phòng bệnh có điều khi ánh mắt anh ta lướt nhanh một vòng quanh phòng cuối cùng khi tầm mắt nhìn đến trên người ông cụ mộ dung toàn thân anh đột nhiên ngây ra tại chỗ sắc mặt mộ dung hà đỏ bừng mùi rượu nồng nặc bốc lên từng cơn từ trên người anh ta thậm chí trên áo sơ mi trắng đang mặc trên người còn có thể nhìn thấy vài vết son môi hệt như một cậu ấm ăn chơi bất gần đời trong khoảng thời gian ông cụ mộ dung nằm viện cậu ấm của nhà mộ dung này vẫn ra ngoài ăn chơi đàng điếm khốn nạn láo sược sắc mặt của mộ dung khánh đột nhiên tái mét lúc bình thường ông ta nhiều lắm cũng chỉ trách mắng mộ dung hà có hai câu nhưng hôm nay không chỉ có mặt một người ngoài là đường tuấn ở đây mà hơn hết cha của ông ta cũng đã tỉnh lại mộ dung hà giật bắn mình cũng đã tỉnh rượu hơn nửa phần. Anh ta nặn ra một nụ cười khó coi, la lên với ông cụ mộ dung, ông, ông nội, ông tỉnh rồi. Ông cụ mộ dung cười nhạt, nói ông già này vẫn còn chưa chết, mà mày đã muốn uống rượu chúc mừng rồi phải không? Mộ dung hà đứng xứng tại chỗ, cười mỉa nói, ông nội, không phải như ông nghĩ đâu. Vừa lúc công ty có một công vụ cần đàm phán, cháu chỉ là ra ngoài xã giao. Mấy loại chuyện này, cháu cùng chỉ vì thân bất do kỳ mà thôi mộ dung khánh biết hiện tại không phải lúc để trách móc con trai mình vội vàng giúp anh ta giải thích rõ ràng nói đúng đó cha tiểu hà hết lòng tận tụy với công ty như thế nào cũng không phải cha không biết mà ông cụ mộ dung nhìn con trai và cháu trai của mình sắc mặt u ám không ai biết được rốt cuộc ông ta đang nghĩ những gì cuối cùng ông ta thở dài xua tay nói thôi bỏ đi ta mệt rồi mấy người đi ra ngoài trước đi nhưng mà cha mộ dung khánh nhìn sang đường tuấn Ông ta không yên tâm khi để Đường Tuấn ở đây cùng ông cụ, lỡ như Đường Tuấn nói một số chuyện không nên nói với ông già đó, vậy thì kế hoạch thừa kế nhà họ Mộ Dung sẽ lập tức hoàn toàn thất bại. Đi ra ngoài, ông cụ Mộ Dung trực tiếp cắt ngang lời nói của Mộ Dung Khánh, giọng nói đầy sự uy nghiêm. Mộ Dung Khánh oán hận nhìn Đường Tuấn, cuối cùng vẫn lôi kéo con trai ra ngoài. Bốp, thằng khốn nạn, mày có biết mày đã làm ra chuyện gì không hả? Vừa đi ra ngoài cách phòng bệnh không xa, Mộ Dung Khánh đã thẳng tay tát lên mặt Mộ Dung Hà. Cha ơi, cha đánh con làm gì chứ? Con làm sao biết được lão già kia còn có thể tỉnh lại cơ chứ? Mộ Dung Hà không cam lòng, nói tiếp hơn nữa, con cùng lắm cũng chỉ đi ra ngoài uống rượu với bạn bè mà thôi, có cái gì đáng trách chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một ông già sống dai kia, mỗi ngày cả nhà chúng ta đều phải rửa mặt bằng nước mắt à? Hơn nữa, ông nội cũng không thể sống thêm được mấy ngày nữa, sợ ông ta làm gì chứ? Mộ Dung Khánh nhìn con trai, trên mặt lộ ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trầm giọng nói, mỗi ngày cũng chỉ biết cùng với đám bạn chẳng ra gì kia của con uống rượu cùng gái gú. Bình thường cha không muốn trách mắng con về chuyện đấy, nhưng ở thời điểm đặc biệt như lúc này, dù thế nào con cũng phải bớt phóng túng một chút. Hơn nữa, bệnh của ông nội con đã được cái thằng đường tuấn chữa khỏi rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 425